Sambuddhassa Brahma chaloka tipati sahambati katanchali antivarang aya chatha santi thasak tappara chakkhachatika deise tu thammang anukambimang bat sak thamma perin vinayan chakayan suttan chapantham apitham machammang Ako tayanto chatusak chadandang papo thaneye barisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh ngài Liễm Tông từ bi hoan hỷ cầm mic để thử âm thanh ạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Tát sa pha wa tô a ra ha tô sam ma sam bu tát sa nam mô Tát sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Buddhaya Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Và một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và kính bạch ngài, âm thanh của ngài nghe rất là rõ ạ. Dạ. Và sau thứ con cũng thấy đạo tràng nói là nghe rõ. Và hôm nay là ngày chủ nhật ở bên Việt Nam. Dạ, là giờ của ngài Liễu Tông. Và con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình. Và con xin đọc câu hỏi. Và sau đây Nguyên Trang kính mời bàn tay của chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Liễu Tông, con xin đảnh lễ Đức, con xin kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, con có một câu hỏi là tụi con á, ở bên đây có một cái nhóm cùng nhau làm việc thiện sự, thì tụi con mỗi tháng á, có gom một số tiền để gửi, từ đó tới giờ là gửi, có một phần á, là gửi qua bên Miến Điện để làm thiện sự đó ngài. Thì tụi con thì lúc này á, bên Miến Điện thì có biến như vậy đó, thì tụi con không có gửi được, cho nên cái số tiền đó nó cứ động lại, rồi cũng như là chưa có gửi đi được, cho nên nó động lại như vậy. Thì con là người giữ số tiền đó, thì con mới có cái mong muốn á, là tạm thời á, là ngưng thu cái tiền gửi đi qua bên Miến. Thì khi nào á, mà bên đó gửi đi được lại được á, thì gửi đi. Thì con không biết nếu mà con làm như vậy á, thì con có cản trở người khác làm thiện sự hay không thưa ngài, và con làm như vậy thì con có tạo nghiệp hay không thưa ngài. Dạ, con xin ngài chỉ cho rõ cho con ạ. Nam mô Bất Thải Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thì bây giờ mình gửi không được thì mình cứ giữ đó chứ có ở đâu.
khi nào gửi được thì gửi, còn nếu trong nhóm mà có đồng ý để là phước cho cái chỗ khác hay là cho những người ta cần thiết, không hẳn giờ Miến Điện mới cần, ví dụ có hại những chỗ khác họ vẫn cần như thường, thì anh chị em trong nhóm mà coi cái chỗ nào thì mình phải làm phước thì cứ làm, chứ đâu có nếu mình chờ thì cái thời gian đó mình phí uổng nha. Bởi vì nó phải nói chứ đâu phải chỉ có người ở Miến Điện họ mới cần mấy cái đó đâu, nhiều chỗ khác vẫn cần như thường. Thứ nhất trong cái mùa mà dịch cúm này đó, có nhiều chuyện và nhiều người ta cũng đang cần, thì mình cứ coi chỗ nào cần thiết thì mình cứ giúp, ngay cả không giàu không có dịch đi nữa, nhưng mà nếu mình trục trặc ở cái chỗ mình đang làm thì chỗ khác cần thì mình cũng nên giúp đỡ họ chứ, chứ đâu phải chỉ có một chỗ cần thôi sao ha. Thì cứ lựa là làm để cho cái việc làm phước của mình nó được liên tục, là mình có cơ hội, cái tâm mình nó có cơ hội để nó phát triển theo những cái thiện pháp mình làm. Chứ còn bây giờ mình ngừng lại thì không có lợi ích gì, phải nói thật sự là vậy ha. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, dạ thưa ngài, cái quỹ ở Miến Điện á, thưa ngài, thì con thấy là giữ ở đó cũng được, nhưng mà tại vì con không có, nó không có, có tại vì bản thân con giữ không có, không con không có giữ nhiều được á, thưa ngài, cho nên là con nói bây giờ con gửi cho người khác giữ dùm cái khoản đó, rồi ai muốn đóng thêm thì đóng thêm, còn ví dụ như muốn tạm ngưng thì cứ tạm ngưng cho cái quỹ đó thôi, những cái quỹ khác thì vẫn liên tục. Thì khi mà con, nếu mà con muốn nói như vậy với ngài thì con có tạo cái nghiệp xấu không ngài? Dạ, con xin nhường mic lại cho ngài. Đâu có tạo nghiệp gì đâu, nghiệp xấu. Nếu mình giữ lại thì mình cứ nghĩ là có thể là nó phí, bởi vì mình liền mà mình quyết định làm cái phước đó, thì mình nên làm cái liên tục, chứ không nên giữ. Mình bàn lại những người trong đó đó, bây giờ chỗ này mình làm được thì mình có thể thấy chỗ nào đó thì mình giúp, rồi sau này rồi mình quyên góp lại để mình, thí dụ Miến Điện mở cửa thì mình qua bên đó. Ý của sư là như vậy, chứ không phải là mình giữ đó nó cũng không lợi ích gì hết á. Nó thật sự giữ nó không lợi ích của riêng mình, giữ xin lời rồi này kia nó còn này tiền của tất cả anh em ta hùng lại tam chia làm phước, mà mình không có cơ hội mà mình giữ lại để nó phát sanh lời, hoặc không phát sanh lời thì đó thì nó phí hơn. Ý sẽ là vậy, mình không tạo nghiệp vô, mình đâu có lấy mình bỏ túi mình xài đâu mình lấy. Nhưng mà mình muốn cho nó được liên tục thì mình coi cái chỗ nào họ cần thì mình làm phước giúp trước, làm phước giúp trước. Mình không nên là nhất định là mình phải làm chỗ đó thôi, không nên. Giống như mình đi chùa, mình tính dân ông sư đó, vô ông sư đó, ông không có ở đó, ông đi đâu rồi, cái mình nghĩ để khi nào gặp lại dân này, ông chi cho phí vậy. Cái ông nào cũng cần, cái ông nào cần thì cái dân thôi. mà phải chờ, phải làm gì đó. Đồng ý tác ý mình là dân cho chùa Miến Điện, nhưng bây giờ mình không có cái cơ hội để dân cho Miến Điện thì mình cứ đem dân cho khác, mai mốt mình kiếm, khi có cơ hội mình kiếm tiền mình dân trả lại Miến Điện chứ có đâu sợ. Ý khi là vậy đó, để cho nó liên tục, cái việc làm phước mình nó liên tục. Còn mình ngồi mình giữ cái số tiền đó lại mình hồi hộp mà không biết chừng nào nói mình trông đợi đồ này kia, làm phước không cần trông đợi vậy đó. Thần tiện như nào thì nên làm cái đó, làm sao cho nó được liên tục là tốt nhất. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy chiếc lá mùa xuân. Dạ, sa thú với ngài rồi ạ. Bạch ngài, con nghĩ cái câu hỏi của chiếc lá mùa xuân chắc rung quá nên hỏi ngài không có được kỹ, nên không có ý, không hỏi kỹ cái ý của chiếc lá mùa xuân. Cái vấn đề nó là như vậy nè ngài, tại vì con thì tụi con cũng là trong nhóm với nhau, thì là hôm qua chiếc lá mùa xuân có hỏi ý của con là cũng như cái số tiền như là chiếc lá mùa xuân trình bày á, là số tiền khi mà tụi con gom được là mỗi tháng tụi con đều gửi qua
cũng như là trường thiền hay là trường tâm tạng một cái nào đó, thì cái đợt này là nó bị ngưng lại, không có chuyển đi được. Mà thật ra có một số người, người ta cũng không biết, ngay cả bản thân con cũng không biết là cái số tiền nó không chuyển đi được. Thì chiếc bánh mùa xuân mới hỏi con là chị ơi, bây giờ cái số tiền nó không chuyển đi được thì mình báo cho mọi người biết là bây giờ số tiền không chuyển đi được thì mình ngưng, mình sẽ không collect cái số tiền đó nữa cho đến khi mà bắt đầu, tại vì mình giữ cái số tiền đây rồi, cho đến khi cái số tiền đó bên kia mà nhận được tiền thì mình sẽ chuyển đi tiếp, như vậy có được không? Thì con nói được chứ, tại vì khi mà người ta không nhận, mình không chuyển đi, mình phải báo cho người ta biết để cho nó rõ ràng. Thì có một người trong nhóm nói là nếu mà mình làm như vậy đó thì là mình cắt đứt cái thiện sự, cái con đường thiện sự của người khác, người ta làm đó rồi, nếu mà em làm người khác, cái một người trong group nói là nếu mà chiếc lá bùa xuân làm vậy là cũng như là mình tạo cái ác nghiệp, tại vì mình tắt cắt cái đường thiện sự mà người ta đang làm rồi, làm vậy là không có nên, người ta đang phát tâm làm thiện sự mà mình làm như vậy là không có tốt, mình tạo nghiệp xấu. Cũng như thì khi mà chiếc lá bùa xuân nghe vậy đó thì lo lắng là nên hỏi, có hỏi con thì con nói là con không nghĩ vậy, nên nên ý là chiếc lá bùa xuân muốn hỏi ngài là khi mà mình thông báo là cũng như là tùy ai muốn, cũng như hồi nãy ngài nói là tùy ai muốn mà mình có thể lấy cái tiền đó mình làm chỗ khác hay này nọ, thì đó hay là mình làm khi mà mình gom tiền thì mình phải gửi nó đi hay làm thiện sự đó. Dạ, nên cái ở đây là chiếc lá mùa xuân muốn biết là khi mà chiếc lá mùa xuân nói với mọi người là bây giờ cái số tiền đó mình không lấy nữa tại vì mình không chuyển đi được thì có tạo ác nghiệp không có ngài, rồi cái còn rồi cái tịnh tài đó mình giữ thì mình phải làm, thì nãy ngài có dạy rồi, nhưng mà chiếc lá mùa xuân chỉ muốn confirm là cái lời nói lệch lên thì mình có làm ác nghiệp không. Dạ, kính xin ngài có thể giải rõ cho chiếc lá mùa xuân cái chỗ đó ngài. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tổ về. Dạ, kính thưa chư quý vị, trừ khi mình lấy mình làm việc gì khác á, thì nó mới là ác nghiệp, chứ còn này mình hỏi trong đa trong nhóm của mình á, bây giờ mình gửi đi về hướng đó không được, giờ mình gửi hướng khác, rồi mai mốt khi nào có dịp thuận tiện mình gửi lại thì mình gom góp mình gửi lại đấy, dù giờ nói dễ hiểu được. Bây giờ đi gửi đi cũng điện được, thì bây giờ có thể gửi đi chỗ khác, ví dụ như Thái Lào, như chỗ nào mình biết chắc chắn nào đấy. Họ đang thiếu thốn, đang cần thiết những cái đó để mua thuốc, mua này, mua nọ thì mình gửi đó cũng được, có ở đâu. Mình đâu bỏ túi đâu, mình gửi, trừ phi á, là mình nhất định là không làm để đó, cái chuyện đó để đó này kia, dầu rằng người khác ta muốn làm mà mình cũng nói không, cái này chỉ gửi miếng điện thôi, đâu có được. Mình không phải mình bỏ miếng điện, nhưng mà khi nào có dịp thì mình cũng làm trở lại cái như cũ thôi. Nhưng bây giờ mình muốn thiện khóa phải cho nó liên tục. Mình không cho được miếng điện thì cho niên Lào Thái gì cũng được, hoặc ngay cái Việt Nam cũng được chứ có ở đâu. Có cái vùng nào đây, những cái vùng nào xa xôi người ta thiếu thốn đó, mà giờ mà không gửi được chỗ kia mình gửi lại chỗ này. Đâu phải mình lấy mình bỏ túi hay là mình nhất định không làm, mà không làm khác ngoài cái chuyện gửi đi miếng điện đó, thì cái đó nó uổng, nó phí chứ không có gì đó. Nó phí cả cái thời gian mình có thể làm phước được mình không làm. Cái đó đâu phải là mình nhất định mình phải phải làm như vậy vậy, dầu rằng nó có lâu cũng cũng kệ. Mà ai nói gì nói mình không làm cái đó, thì cái đó là cái muốn ngăn cản cái chuyện xuất hiện của mình và của những người xung quanh mình thôi, chứ còn cái đó ăn thua gì đâu. Bởi vì cái này là ai tất cả tự nguyện, bây giờ hỏi tất cả, bây giờ đó mình thấy giờ đó nó thiếu thốn, giờ gửi cho đó ngang rồi lần sau đi kiếm tiền gửi là cái miếng điện, nếu mà nó mở cửa vậy đó, nghĩa là cố gắng làm thế nào để cho cái sự thì là phước mình nó được liên tục. Nó không ở chỗ này thì nó ở chỗ khác liên tục, chứ còn nếu mà nhất định phải chỗ đó không thì nhiều khi cái hội mình giúp những cái người ta có thể ta nguy hiểm về cái chuyện khác hơn, ta cần cái gì cái một ít tiền để ta có thể ta sống còn, mình không làm mình phải chờ tới khi nào miếng điện mở cửa mới làm, thì cái đó nó uổng cái cơ hội để làm phước của mình. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Nhờ ngài đã chỉ dạy cho chúng con rất là rõ ạ. Dạ, hy vọng là chiếc pháp mùa xuân hiểu rõ ha. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi.
Những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ con kính mời. Dạ sa thú, dạ mà con kính mời bàn tay của Xích Hồng Hạnh ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Lữ Tông, con kính chào quý cô tôn nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin hỏi sư về cái vấn đề bố thí giống như là hồi nãy mấy chị đang nói á, thì nhiều khi bên này mà mỗi lần mình mua một món hàng gì đó sư, rồi cái chỗ người ta hỏi là người ta hỏi mình có muốn rao đất giống như mình đang trả là hai mươi mấy đồng bao nhiêu xu đó, thì họ hỏi là có muốn làm chẵn cái số tiền để donate vô một cái chỗ giống như là Cancer Society hay là một cái gì đó đó. Thì nếu mà mình nói mình cũng muốn rao đất như vậy thì cái số tiền đó nó đúng là nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà cái việc bố thí đó nó có kết quả gì không sư? Giống như là tại vì con biết hồi đó sư cũng có nói là mình donate nhưng mà mình cũng phải lựa đúng chỗ rồi này kia thì cái phước báo nó mới hoàn tất. Như vậy thì nếu mà mình chỉ phát tâm một cách đơn giản như vậy thì nó có vấn đề gì hay không? Dạ con xin sư giải thích giùm cho con. Dạ con cảm ơn sư. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Thiên Tổ Hiền Giả. Thưa chú quý vị, nếu mình chắc chắn là cái tiền đó thôi, cái nơi mà họ làm là họ chắc chắn họ làm đó, thì mình nên làm, dù rằng cái số tiền đó nhưng mà góp gió thành bão, nếu nhiều người họ đều ấy. Còn nếu mà trong hợp mà nếu mình biết mình không xua cho đó hoặc cái gì thì mình có thể mình không làm cũng được, không sao. Nhưng mà mình coi ví dụ như cái chuyện đó, ví dụ như có nhiều khi ta giúp trẻ mồ côi, giúp người cùi hay giúp để những cái bệnh viện gì đó, nếu mình biết chắc chắn hội đoàn họ làm thật sự thì mình nên làm đó. Tại vì cái đó thường thường ta làm ở đó để góp gió thành bão cho người ta, kêu một lần thì nhiều khi cái số tiền nó rất là lớn, người ta không có khả năng, thành nên người ta phải nhờ một số cái phương tiện gì đó. Ví dụ mỗi lần thường thường đó, thì hỏi bao nhiêu thì nếu mình xua thì mình có thể nhiều cũng được, ít cũng được, tùy theo mình. Nhưng mà mình phải xua để sau này cái tâm mình nó không có bị phản ứng. Chứ còn nếu mình không xua thì sau này mình làm rồi cái về cái mình nói với bạn bè để nó có hậu, để nó cũng là phước như mình, cái nó nói không biết cái đó mà thứ giọng là phước vậy đó. Lúc đó là mình ngồi mình tâm mình nó đã quan vui nữa, thấy không đó. Nếu mà biết chắc chắn cái đó đó họ làm đúng như cái những lời họ quảng cáo thì nên làm, còn nếu không chắc chắn thì không có làm. Bởi vì những cái chuyện đó là ở xã hội bây giờ thì có rất nhiều cái chuyện nó rất là kỳ, chứ nó không có giống như mình thời xưa nó ít có, nhưng mà nó chắc chắn, còn bây giờ thì không có gì bảo đảm nữa. Thành ra nếu mà biết chắc chắn thì nên làm, mà không biết thì tùy theo mình. Bởi vì số tiền nó lớn nhiều khi 5% hay 50% nhiều khi vài đồng 10 đồng tùy theo mình. Nhưng mà mình nhớ cái mà mình bỏ cái vô cái chỗ đó mà nó không đúng như cái lời nó nói, cũng không đúng ý mình, thì thường thường đó cái nghiệp cái sự đắn đo trong trong cái não của mình đó, nó làm cái phước đó là nó kể như là nó thành zero chứ không có gì đó. Quý vị nên nhớ một điều đó là cái phiền não trong người mình đó, nó rất là có năng lực, mà không phải có năng lực với mình, có những cái người á mà nghĩa là thuộc là thứ thiệt trong trong xã hội đó, nhưng mà vẫn bị cái phiền não nó làm cho mà, nghĩa là điêu tàn chứ không hay không. Ví dụ trong kinh điển á, chúng tôi thí dụ hai vị để quý vị hiểu đó. Thứ nhất là Đề Bà Đắc Tạ, tức là mình dịch là Đề Bà Đạt Đa đó. Ông ta là người tam nhân, có khả năng mà đắc ngũ thông, tức là đắc thiền đó, nghe là động thổ bay đi mây về gió được đó. Nhưng mà vì cái lý do là cái tâm ác mà nó vô, nó muốn được một số cái điều kiện á, anh ta phải tính cái chuyện là xin Đức Phật để cho thay thế đi vậy đó. Bởi vì cái đó là cái phiền não nó làm, chứ không phải ổng muốn vậy, ổng cũng biết ổng như thế nào chứ sao không biết. Và cái hậu quả như thế nào là quý vị biết rồi. Người thứ hai Đăng Cô Liên Ma Lá, cái người đó có khả năng đắc được đạo quả vậy đó, mà vì cái được cái sự tán dương của ông thầy rồi phải đi làm bậy, đi giết người vậy đó.
Mà cũng hên là ông ta lọt vào cái giọng trí của Đức Phật khi bị trưởng lão đó đó. Chứ nếu không lọt vào giọng trí Đức Phật ngày đó mà lụi bà già thử đây, đời đời kế bước đi xuống với địa ngục A Tỳ chứ làm sao chung lên được. Nghĩa là những nhân vật xuất chúng như vậy đó vẫn có cơ hội để làm bậy. Thì cái chuyện mà mình, nếu mà cái đó đúng là thiện pháp thì nên làm, đừng có suy nghĩ. Bởi vì mình suy nghĩ rồi phiền não nó vô là mình không có cơ hội để làm, mình nhiều khi còn làm bậy nữa, thấy không? Nên nó nhớ cái chuyện đó, thành nó thấy cái điều gì phải nên làm, chứ không có đừng có suy nghĩ tới lui rồi bỏ lỡ cơ hội rất là uổng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con cảm ơn sư, sư làm cho con sáng lên cái vấn đề này lắm. Tại nhiều khi mấy cái đắn đo mà làm cho mình làm cho cái năng lực nó yếu trong người mình cũng rất là có lý. Giờ con tính hỏi nữa là giống như nhiều khi mình thấy trong xã hội người ta hay nói mấy cái câu là pay it forward, là giống như là chẳng hạn như mình làm một cái chuyện tốt nào cho người khác nhưng mà mình không có muốn người đó làm chuyện tốt cho mình kêu người đó làm chuyện tốt cho người trở lại. Chẳng hạn như sometimes đôi khi người ta đi tới cái hàng McDonald's, tôi mua đồ ăn ở drive thru, xong cái mình tới cái người ta đã nói chiếc xe trước đã trả tiền cho mình rồi, cái mình mà muốn làm cái đó cái mình trả cho cái xe đằng sau của mình. Giống như bên Mỹ thì nhiều khi nó hay có cái khúc vậy á sư. Cái chuyện đó đối với Phật pháp của mình thì có phải là nó có ý nghĩa gì không sư, hay là cái đó là giống như là những người bên bên Thiên Chúa giáo họ cái kiểu họ làm như vậy, hay là nó có giống như con hỏi là làm gì có đúng hay không? Dạ sư, xin sư giải thích cho con. Dạ con cảm ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Chư Tôn, hèn nhã kính thưa chị quý vị. Thực sự ra đó nó phải có nhân duyên hết, nhưng điều mình không có khả năng để hiểu những cái nhân duyên thuộc loại đó. Tại sao họ không mua cho người khác mà không mua cho mình? Nó phải có cái gì đó, nhưng mà tại vì mình không có biết. Nhưng mà nếu trong trường hợp mình có thể từ chối được thì nên từ chối, tại vì mình không biết cái người đó là ai thì nên từ chối. Trực sư thì lâu lâu chưa gặp chưa từ chối chưa có nhận. Bởi vì mình không biết ai, trừ phi người đó mình biết thì mình có thể nhận được, tại vì có thể họ không có cái mưu đồ gì khác. Đó. Còn nhiều khi mình vô mình mua tự nhiên có người nói trả tiền rồi. Đó. Nhưng mà tại sao trả tiền như mình mà đối với những người khác nghèo mình đó, thấy từ rách xối đứng xè bàn tay ra không cho. À. Thấy không? Thành ra cái đó tùy theo mình phải coi lại cái trường hợp như thế nào để biết chắc chắn cái chuyện làm đó, đó là nó không có ẩn chứa cái gì xấu xa bên trong. Thì nó nhận, mà nếu mình có nghi ngờ thì không nên. Bởi vì thế gian mà, chứ nếu cái gì nó cũng đúng như người ta nói, người ta kêu thế ngay chứ người ta đâu kêu thế gian làm gì. Thế gian nó phải có những cái chuyện như vậy. Thành ra mình phải suy xét cho kỹ trước khi nhận những cái lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con cảm ơn sư. Dạ không, cái này là trong cái trường hợp này là giống như người ta trả tiền cho mình, rồi nếu mà mình muốn nhận thì mình nhận, còn không á thì là mình nhận nhưng mà rồi mình trả tiền cho cái người đằng sau của mình, rồi cái người đằng sau của mình trả cho cái người đằng sau, cái kiểu vậy á sư. Như sometimes đôi khi người ta làm vậy, nhưng mà nếu như theo con thấy sư giải thích thì có lẽ là đằng sau thì chắc là con sẽ nói thôi để cho trả chiếc xe đằng sau, con không nhận cái đó, để con cũng muốn mắc nợ ai. Dạ thôi con tính hỏi sư một cái vấn đề khác nữa, là bạn của con á là người Thái. Thì gia đình của sư cũng rất là mẹ sư cũng sư cũng đi chùa Thái rồi này kia, họ cũng rất là rành rẽ về những cái điều lệ của bên Phật pháp mà bên Theravada của mình á. Thì theo cái cách của sư nói là mỗi lần tới sinh nhật của sư á là sẽ tới ngày mà họ phải đi bố thí. Thì con có nhớ một lần sư giải thích, sư có giảng cho tụi con là nếu mà ngày sinh nhật của mình thì mình nên báo hiếu với cha mẹ của mình, cảm ơn cha mẹ mình cho mình cái cuộc sống rồi này kia, rồi dẫn ba mẹ tới tới chùa rồi nghe một bài pháp của sư rồi tạ ơn cha mẹ rồi này kia. Nhưng mà bạn con thì họ nói là họ không có nói gì cái đó là sai, nhưng mà họ chỉ nói là cái ngày đó là ngày họ đi tới chùa rồi họ bố thí lại cho chùa. Như vậy có phải là một trong những cái mà mình cũng nên làm không sư? Dạ con xin sư giải thích cho con. Dạ con cảm ơn sư.
Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, thường thường họ theo làm theo cái truyền thống của dân tộc của họ thì họ chỉ làm vậy thôi. Nhưng mà cái của sư đó, sư nói là để cho quý vị biết quý vị làm được cả hai. Cái chuyện thứ nhất là mình phải báo hiếu, báo đáp cái ân tình của cái người ân mình trước. Còn cái thứ hai là mới ấy, bởi vì thí dụ ngày đó đó mình làm với cha mẹ rồi mình dẫn cha mẹ đi chùa thì mình cũng là phước lại vậy, chứ làm sao không là phước. Nhưng mà cái người đáng được hưởng cái đó đó, người đầu tiên phải là cha mẹ, chứ không thể nói chỗ khác được. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Mà tại sao ngày nào làm cũng được, mà tại sao sư khuyên quý vị nên làm ngày sinh nhật của quý vị? Bởi vì ngày đó đó là cái ngày, nghĩa là quý vị không thể tìm cái ngày thứ hai trong đời quý vị mà có những cái cơ hội mà quý vị có thể làm được. Đó. Tại sao? Bởi vì cái ngày đó đó, nếu mà không có ngày đó thì không có mình rồi. Nên nhớ vậy đó. Mà có những người có được cái ngày đó đó, có được mình nhưng mà không có mẹ. Bởi vì cái ngày đó là cái ngày cái người mình gọi là mẹ đó, nhân banh da xẻ thịt, nhiều khi mất cả mạng để đứa nhỏ trong bụng được sống còn. Bởi vì nghĩ cái người đó nên mình nên báo hiếu trước, mình nên làm cái việc nghĩa là cái bổn phận mình trước, hay là làm đi chùa rồi mới tính, phải không? Bởi vì nó nhớ gì đó, không có người nào mà xứng đáng hơn hai cái người mà mình gọi là cha với mẹ. Mà hai cái người đó trong cái ngày mình gọi là ngày sinh nhật của mình đó, họ rất là đau khổ đi. Mẹ thì đau khổ, banh da xẻ thịt, máu mủ đồ này kia đó. Ông cha thì đi tới luôn, đứng đứng ngồi không yên. Đó. Chứ đâu phải dễ đâu. Mình cứ nghĩ ngày đó đi. Nên đó cái ngày đó đó là mình phải làm tròn bổn phận mình đối với cha, đối với mẹ. Rồi mới dẫn cha mẹ đi vô chùa để cho cha mẹ có cơ hội để học hỏi, để làm. Thì mình làm được hai cái. Còn làm theo truyền thống mình chỉ làm được có một cái thôi. Mà mình làm được cái đó mà mình quên cái kia. Nhớ chuyện đó. Quên chuyện kia, cái chuyện kia là không có nên quên. Cái người trong đời mình khi nào muốn làm thì mình nghĩ trước. Có 5 hạng. Nhưng mà hai cái hạng mình nó làm một thường xuyên hơn là 5 hạng là gì? Phật Pháp Tăng, cha mẹ và thầy tổ. Thì cái người mình phải thường xuyên mà mình làm cái việc đó đó là cha mẹ. Còn ngày thường hay là ngày trong ngày đó hay ngày khác, mỗi việc có thể là đi chùa, cúng chùa, đi làm gì cũng được. Có thể là đi tới để dâng cúng cho thầy tổ mình, để làm gì khác mình làm ngày nào cũng được. Nhưng mà cái ngày sinh nhật thì là của mình là nên làm cho cha mẹ. Đúng ra là cha mẹ phải làm hàng ngày chứ không phải làm cái ngày sinh nhật không. Nhưng ngày hàng ngày mình không có rảnh. Thành ra nên nhớ cái ngày sinh nhật của cha mẹ là thứ nhất là mình phải sám hối với cha mẹ. Rồi dẫn cha mẹ đi tới để được những cái bài pháp để làm cho trí tuệ phát sanh. Đó. Bởi vì thường thường đó, quý vị cứ nhìn xung quanh quý vị biết, tới ngày sinh nhật thường thường là rủ bạn bè đi nhậu đi nhạc cho đã. Cha mẹ ngồi nhà nhiều khi buồn không biết làm gì, nhưng mà con bỏ đi. Hồi xưa mới qua đây nào, mới qua Mỹ chứ không có biết ngày phá ở đây là ngày gì đó. Cái chỗ sư thê bên cạnh là ông Mỹ Đen. Tới ngày đó đó, ông ra ông ngồi ngoài, ông dòm hoài, dòm. Sư thấy vậy, sư tầm nghiệp ông ra hỏi, ngồi nói chuyện chơi. Ông nói con tao nó hứa bữa nay nó về. Mà ông ngồi tới chiều thằng đời cha đó cũng không về, sư mới qua chỗ, tại sao ông phải chờ nó ngày hôm nay vậy? Ông mới nói là ngày hôm nay là ngày phá ở đây. Con tao nó hứa nó về đây nọ, thành ra tao ngồi tới chờ, từ sáng giờ mà không thấy nó về. Quý vị nghĩ mình là người con, mình để cho cha mình ngồi chờ vậy, mẹ mình ngồi chờ vậy đó, mà trong khi đó mình lo đi nhậu bạn bè, hoặc là nghe theo những ai đó tổ chức đi thập tự làm phước này kia sụm, khi để mẹ để cha ngồi vậy đó, quý vị thấy có đúng không? Thấy không? Nên những cái ngày mà ngày sinh nhật của mình nên làm gì là làm cho cha mẹ được. Nhớ chuyện đó. Nam mô Bố Thà Gia.
Dạ con kính cảm ơn sư. Dạ làm cho con thông suốt cái vấn đề này nhiều lắm. Bây giờ con tính hỏi thêm một cái chuyện khác nữa. Là chẳng hạn như bây giờ tụi con đang bắt đầu học hỏi về thiền đó sư, nhưng mà sư có nói với tụi con là phải cũng phải biết sơ về view diệu pháp trước khi qua bên hành thiền, chứ không thôi thì cũng chẳng đi tới đâu. Nhưng mà nếu như con của con mà tối mà nếu như con ngồi con tập để thiền mấy mấy chục phút để tập cho thử sư, thì con của con nó cũng muốn ngồi chung với con, nhưng mà bây giờ thì nó chưa có học gì được về view diệu pháp được hết, thì con chưa hiểu gì hết, thành ra cũng cũng khó mà dạy cho tụi nó, với lại tụi nó cũng chưa có hứng thú để mà tìm hiểu về Phật pháp nhiều như vậy. Thành ra nếu như mà nó ngồi thiền với mình đó sư, thì nó có sao hay không? Thì hiện thời chẳng hạn như con ngồi thì con cũng nói nó là ngồi rồi cũng theo dõi hơi thở rồi cũng nhìn bụng phòng xẹp rồi thì hiện những cái căn bản của thiền, rồi cũng đừng có suy nghĩ gì khác, nhưng mà thấy thì nó cũng ok, nhưng mà không biết là như vậy thì có sao không sư, có về lâu về dài thì nó có vấn đề hay không? Dạ con xin sư giải quyết cho con. Dạ cảm ơn sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, không có sao nhưng mà không có lợi ích gì cả. Nên bây giờ đó, ví dụ nó muốn ngồi đó thì ngồi, nhưng mà dạy nó tụng vài kinh lễ bái Tam Bảo bằng tiếng Pali thì ngồi tụng lầm cầm đúng người đó, nó vẫn có lợi hơn là ngồi biểu nó ngồi rồi nên hơi thở nó biết kỹ gì hơi thở. Nên mình còn biết chứ đừng nói đó. Thực sự ra đó, tại vì lý do mình không có pháp học, rồi mình nghe mấy ông thiền sư mà nói coi bụng phòng xẹp coi này coi nọ, chúng tôi xin lặp lại quý vị một điều đó, những cái đó chỉ là để tập niệm thôi chứ không có phải là thiền cái gì cả. Mình nhớ chuyện đó, bởi vì cái người muốn muốn biết muốn nhìn được phòng xẹp đó, cái người đó phải thứ thiệt chứ thứ thứ dỗm dỗm như mình á, nhìn cái bụng là trật lất rồi. Bởi vì thiền chỉ thì nó có 40 đề mục, cái bụng là cái chỗ nào trong 40 đề mục đó quý vị thấy không, quý vị hành là hành cái gì. Còn thiền minh sát thì nó có 72 đề mục, nhưng mà tóm tắt thì nó chỉ có hai là chân sắc, mình không biết mấy cái đó thì mình hành là hành cái gì, nó thật sự vậy đó. Thành ra phải chắc chắn là phải ấy rồi. Ví dụ như bây giờ đó, chúng ta thí dụ về hiểu nó đi, biết đi, biết cái gì đi, hỏi quý vị hỏi thẳng biết cái gì đi. Ví dụ quý vị trả lời chúng tôi là sắc đi, sắc nào đi, sắc nó có bốn chuyện để nói, nếu gì nào gì pháp để đánh bốn chuyện: khâm má chá ru bà, diệt tà chá ru bà, à lá chá ru bà, và thiệt là hạ sẽ đi lấy ô tô cha ru bà. Đó là bốn loại sắc trong thân này, cái sắc nào đi thì bây giờ mình nói mình nhìn sắc đi là nhìn cái sắc nào đó. Là nó phải học chứ không học là không có thiền tiết vậy đó, nó chơi cho vui chứ không tập niệm chưa được chứ đừng nói tập thiền đó. Thành ra bây giờ đó có mấy đứa nhỏ mà muốn tập cho nó đó, nên tập cho nó ngồi tụng lễ lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng bằng tiếng Pali, rồi từ từ rồi cái tâm nó vẫn an tịnh nhanh hơn là ngồi tập thiền theo cái kiểu mà mình làm bây giờ, làm trật lất rồi ra thiền cái gì. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bích Tha. Dạ, con chúng nói con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy xích hồng hạnh. Dạ con cảm ơn sư. Dạ kính cảm ơn xích hồng hạnh đã đặt những câu hỏi ạ. Dạ sa thú sa thú. Dạ sau đây con có những câu hỏi của bạn đạo gửi cho con ạ. Dạ con xin đọc những câu hỏi ạ. Trong khi dạ nếu mà quý cô chú nào có câu hỏi thì cứ việc giơ tay ạ. Dạ kính thưa ngài, con xin đọc câu hỏi. Kính ngài chỉ giùm con sự khác biệt giữa tâm ý thức. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ.
Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nó là một chuyện, nhưng mà tùy theo chúng tôi đã thí dụ nhiều lần rồi, nếu quý vị mới biết nó chỗ nào thì mới có thể giải thích được. Ông Nguyễn Văn A, ông đi lính, ông bằng loan thiếu tướng, ông ra đơn vị ông, thì ông Nguyễn Văn A ông lại gì? Ông không ai kêu gọi ông là Nguyễn Văn A đó, gọi là ông thiếu tướng. Nhưng mà trước mặt giờ ông gọi ông là gì thiếu tướng à? Trước mặt con ông gọi ông là gì thiếu tướng à? Thành ra muốn biết nó là cái gì phải biết nó nằm chỗ nào. Một cái tâm nó có 5-10 chuyện nó làm. Thành ra hỏi là phải hỏi cho đúng, chứ còn hỏi không đúng chúng tôi không biết được đâu mà trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt bạn đạo kính tri ân sư ạ. À. Dạ con xin hỏi câu hỏi thứ hai. Dạ con không biết có vị nào có câu hỏi không giơ tay. À, có câu hỏi không ạ? À? Dạ nếu quý cô chú có câu hỏi thì có thể giơ tay ạ. À. Dạ con xin đọc câu hỏi thứ hai. À, bà ngoại bị bệnh liệt nằm một chỗ 4 năm, luôn có người phải giúp chăm sóc ăn uống và vệ sinh tại trong phòng. Nhưng trong phòng thì treo nhiều hình Phật, như vậy có được hay không? Có bị mất đi sự tôn kính không? Dạ. À, dạ, dạ con đã đọc xong câu hỏi và dạ, con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi này ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu là Đức Phật Gotama, Đức Phật mà mình xin quy đó thì không nên để, nhưng trong phòng mình cũng không nên để. Nếu nhà mình có chỗ đàng hoàng, chỗ riêng thì nên để cái tượng đó, đó ăn, hay là cái hình đồ gì kia để đó. Thành ra mình trong ngày mình có giờ thì mình tới đó để mình làm lễ gì đó, là tụng kinh hay là gì đó, hành thiền gì đó thì nó làm. Còn nếu cái phòng mình nó như vậy thì không nên để bất cứ tượng Phật gì đó. Khi nào rảnh đổi để bưng cái hình Phật, để đem hình Phật vô để cho người bệnh nó nhìn chút thôi, chứ còn để trong đó như vậy thì không có nên. Vì nên nhớ mình mà dễ vui trong cái gì đối với Đức Phật giáo pháp hay tăng chúng học trò ngoài đó, cái chuyện đó là chuyện rất là nguy hiểm, chứ không có giỡn được. Quý vị nói vô chùa quý vị thấy tại sao tượng Phật người ta phải để trong chánh điện để nó cho nó riêng rẽ rồi này kia không? Là cái chỗ mà không có đụng tới mà ngồi trên cao nên cẩn thận, liên quan tới Đức Phật, liên quan tới kinh điển, tức là mình nói vô bộ tâm tạng là cũng không phải là coi là quăng đất, phải để chỗ đàng hoàng chứ không có ấy. Chúng tăng về mình gặp là phải làm đúng lễ đối với cái vị đó, chứ không phải là mình cứ coi hơi với ổn gì đâu. Mình thích thì đi trước ngày, không thích thì thôi, thì kêu sùng không có nên. Vì nên nhớ chuyện không có nên, mình bày tỏ một sự kính trọng đối với người đáng được kính trọng đó. Cái đó là một cái loại thiền pháp nó rất là đặc biệt, chứ không phải không. Còn mình sống ngoài đời dễ vui, không biết ai lớn nhỏ, không biết kính trọng này kêu sùng, thì nó làm cho mình tổn phước chứ không có gì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ sa thú, dạ con kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi cho bạn đạo của con ạ. À. Dạ, dạ con không biết là có bàn tay nào không à? Dạ nếu mà không có bàn tay thì con xin hỏi tiếp một câu hỏi nữa à? À kính bạch ngài, cúng dường gửi cho quý sư trong dịp lễ, nhưng vì không tiện gửi cho từng vị nên nhờ một vị gửi giùm, rồi gửi vị sư đó nhiều hơn những vị khác, như vậy có được không? Hay nên gửi đồng đều, rồi dịp khác gửi riêng tri ân? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À.
Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình muốn cúng dường ông sư là phải biết chuyện chứ không phải là bỏ dùng bịch là muốn xem muốn làm thì làm nha. Mà nếu mà dân cúng mà cho nó đầy đủ phước báo thì phải dân cúng tận tay chứ còn cái chuyện đó chỉ có Việt Nam làm thôi chứ không người cá không làm nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, khi mình gửi xong một một bịch như vậy đó mà mới biết giờ giấc trong những cái chuyện mà ông sư đã không lấy được để ông xài, mình nhớ chuyện đó. À, cái vật tứ vật dụng mà tới tay ông sư đó có những cái thứ xài từ mặt trời mọc cho tới đứng bóng mà thôi, có những cái thứ xài được 24 tiếng, những cái thứ xài được một tuần, và có những thứ xài được cả đời của cái món đó. Thành ra mình phải biết rồi mình lấy, chứ còn nếu mình dân dân cái kiểu mà nói vậy chúng tôi biết là không biết gì về giới luật liên quan tới ông sư cả, không có nên. Thành ra không phải là vừa dân cúng rằng một bịch thì gửi ai đó mà tới đưa cho Nguyễn A, Nguyễn B, ông sư A, Nguyễn A, sư Nguyễn B là được. Làm nhiều khi đó mình ông sư mà tới thiệt đó, nhiều khi ông không nhận mấy cái lời đó, bởi vì trong đó ví dụ như quý vị để đủ thứ không phải mà không có sử dụng được lâu rồi đưa cho ông rồi mà dân quá giờ đó thôi, kể như ông đem ông dục chứ ông đâu có xài. Chúng tôi nói ông sư thứ thiệt ăn chứ còn bà sư ác hữu thì miễn bàn. Anh em mình nó biết cái chuyện mình làm, nhân cúng tới chưa tăng mới biết cái chuyện mình làm, chứ không phải muốn làm sao cũng được. Đó là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài đã trả lời câu hỏi cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ sau đây con tính kính mời đạo tràng ạ cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ con kính mời những bàn tay, những câu hỏi của quý cô chú sẽ là bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ con kính mời quý cô chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa đến với đạo tràng. Dạ không biết là huynh tu tập tu học Phật pháp có câu hỏi không ạ? Nguyên Trang kính mời ạ. Con chưa thấy bàn tay. Con cũng chưa thấy câu hỏi. Dạ, dạ, dạ sau đây có anh Mỹ Anh có câu hỏi ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma, Nam mô Sằng Ca Dạ, con kính đảnh lễ ngài, con kính lễ quý sư, con kính đảnh lễ đạo tràng. Dạ kính thưa ngài, dạo này con mỗi lần con làm việc thiện thì con hồi hướng đến Cửu Hoàng Các Tổ. Vậy con thắc mắc là ai trong Cửu Hoàng Các Tổ con có thể nhận được quả phước báo này? Ví dụ như giả sử nếu có người làm chư thiên, hoặc có người làm người, hoặc là có người đi xuống dưới, vậy Cửu Hoàng Các Tổ con ai là người có thể nhận được quả phước báo mà con hồi hướng trong những việc thiện mà con đã làm ạ? Dạ con kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Khi mà hồi hướng phước báo thì cái người mà duy nhất nhận được là người đó sanh làm ngạ quỷ mà thôi, vì vậy nên nhớ chuyện đó. Còn những cái người mà khác có thể là ăn ké đó, tức là giống như chư thiên đọa xứ là kia gần gần mình đó, họ thay thế mình làm phước thì họ tùy hỷ phước báo đó, nghĩa là đôi ống thôi đó. Thành ra khi mà mình muốn hồi hướng phước báo đó, nhớ câu thì đăng nô nha tiên năng hộ tụ sự kỳ đao tụ nha tại vô đó, cái tâm mình phải nghĩ tới cái người vừa khuất đó. Mà nếu cái người vừa khuất đó mà họ sanh làm ngạ quỷ không có nhận được, cõi sanh về cõi khác không có nhận được gì cả, nên nhớ vậy đó, chứ không phải hồi hướng phước báo lại. Thành ra cái quan trọng nhất, mình có thân nhân thì mình nên phục vụ, nên làm tất cả những cái chuyện gì đó
trong lúc họ còn hơi thở mà thôi là bảo đảm. Chứ còn khi mà họ đi, họ mà tắt thở rồi đó, 31 cõi, mình nói 31 cõi thì nó nhiều, nói theo kinh điển thì nó nhiều, chứ nói theo cái đời của mình tối đa mình đi chỉ có 11 cõi thôi, 4 đường ác đạo của người là 5, 6, 6 cảnh trời dục giới là 11 cõi mà thôi. Thì trong 11 cõi đó chỉ có cái cõi mà nhận được trực tiếp là cõi ngạ quỷ. Đó. Thành ra mình mỗi lần mình ấy là mình rơi suy nghĩ. Nghĩa là đang mình nghĩ tới cái người nào, những cái người đã khuất đó, thì người đã khuất mà được gọi là có thể nhận được, nó có 5 hạng. Chú vị nào coi trong cái bài bên cái bài gì mà hay thường thường mấy chư tăng hay tụng trong đó, mà Ada Sime Ca Sime đó, thì trong đó có 5 hạng người thể được đó. 5 hạng người mà mình biết trước khi họ chết đó, mà họ phải sanh về cõi ngạ quỷ, họ chết ra cõi quỷ, thì 5 hạng người đó có thể nhận được. Thứ nhất, người thân. Thứ hai, người đã từng giúp đỡ mình cái chuyện đó. Thứ ba, bạn mình. Thứ tư, anh em trong dòng tộc. Và cái hạng thứ năm là hạng người qua đường mà chỉ giúp đỡ một chuyện gì đó. Ví dụ như mình đi qua qua sông, lỡ mình đi cầu qua đó, mình trợt thì họ giúp mình, họ thấy mình trợt thì họ kéo mình lên rồi ấy vậy thôi. Một lần thôi, mình không biết họ lại đó, anh nhớ vậy đó. Mà nếu họ sanh về ở cái cảnh mà họ ở cái chỗ mà có thể cái lúc mà mình hồi hướng đó, thì nó cũng lọt vào cái điều kiện để có thể nhận được cái đó. Còn ngoài ra không có cơ hội nào hết. Nên nhớ chuyện đó. Quý vị là cái quyền cái tịch truyện của Vô Bình Sa đó, quý vị có thấy những người đó là sanh ở cõi ngạ quỷ đó kìa, qua 7 đời vị Phật khác nhau, là quý vị biết nó lâu ghê lắm. Mà tại vì họ là ngạ quỷ, thành ra tới tới cái lúc mà ông Vô Bình Sa này ông là phước đó, là phước, chứ quý vị nhớ là phước lần đầu á, thì họ không nhận được tại vì ông không hồi hướng. Thì tối đám đó nó dẫn về, nó báo mộng ông, thì ông vô ông trình Đức Phật, Đức Phật biểu ngày mai lại làm. Cái điều đó có nghĩa là gì? Là khi quý vị làm rồi là hồi hướng liền, chứ không học không chờ được. Bởi vì cái bài kinh bên ngoài bức tường đó, quý vị thấy là nó thân nhân những người mà ở trong cái đám mà chúng tôi vừa nói đó, 5 người đó, mà họ thấy quý vị làm phước là họ tụ họ đứng xung quanh đó để họ nhận cái phước báo đó. Mà nếu quý vị không biết cách hồi hướng, họ cũng ngáp thôi. Mà bữa nay quý vị làm xong, ngày mai quý vị mới hưởng, họ cũng không nhận được. Nên nhớ vậy, nó không có nhận được. Nên, tại sao không nhận được? Tại vì khi đó họ lãng giảng chỗ đó mới ấy được, cái còn không thì họ đâu có thể ở đó đâu mà nhận. Phải không? Làm gì phải làm cho đúng, học hỏi cho đàng hoàng, làm cho đúng thì cái hậu quả nó mới tới những cái điều cho những người muốn. Còn nếu mà không à, mình cứ nói cửu quyền thất tổ, không có nghĩa là cơ hội, nghĩa là chỉ một không 1.1.2% thôi. Nếu mình hồi hướng kiểu đó, mình phải nghĩ tới người đó, người mà mới mất, có thể mất lâu gì cũng cần biết, mà mình nghĩ tới người đó rồi mình mới đọc cái câu này đăng nô nha thì năng hổ tụ đó. Cái phần hướng này là xin hồi hướng tới người đó, chứ đừng có cửu quyền xuất tổ vậy đó. Trời ơi, họ mình đừng nói mình không biết họ đâu, họ chẳng biết mình đang hồi hướng cho họ, nó làm sao họ nhận được. Không? Làm gì là phải làm cho nó đúng chính xác thì họ nhận được, còn không thì đừng hy vọng gì hết. Nam mô Bích Thai Giá. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Mạng Giá, Nam mô Sân Gai Giá. Dạ, con kính chào Ngài đã giảng dạy. Dạ, con có một câu hỏi nữa là khi mà chư Tăng chúc phúc, thì lúc đó cái tâm con hoan hỷ, thì lúc đó con hồi hướng, và lúc mà con đang làm, đang lúc mà con làm việc thì con cũng hồi hướng ngay lúc đó, và rải quả phước báo đến những vị khuất mà đang trú ngụ tại nơi đó. Vậy cái đó có được tốt không sư? Dạ, con kính chân sư ạ.
Nam mô Bố Thầy giá kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa quý vị. Nên nhớ cái người mà qua giảng đó, cái người đó cũng phải biết từ hỷ phước báo, phải biết nghe nhận. Ví dụ mình hồi hướng cho người ta, kêu ta hồi hướng, người ta phải xả thú thôi, quan hỷ với cái chuyện đó người ta mới nhận. Còn nếu mình không quan hỷ thì không ai nhận. Ví dụ như thì nói người sống dẻo nè, mình đứng gần mình vậy, mình nói cái người mà không thích mình đó, ví dụ mới là phước trong ra, tôi mới tạo được cái đó thôi, tôi nói cho anh biết để anh tự hỷ cái phần đó nha, tự hiểu phước báo đó. Nếu mà người đó xả thú á, thì người đó mới nhận. Còn nếu người đó không họ vô mình, có thể họ không biết, hoặc có thể nói cái mặt này cũng biết làm phước nữa, làm sao họ nhận được. Nó cái chuyện thế, chuyện là chúng tôi nói rồi, làm phước tới người qua giảng nó khó chứ nó không có dễ giống như mình nghĩ đâu. Thành ra mình có thân nhân nuôi từ lúc còn hơi thở, muốn gì đấy, đừng có đợi chết rồi cái bắt đầu mâm cơm cổ rầy rồi này kia xong không có lợi gì hết. Nó thật sự quý vị đó, quý vị cứ nghĩ về đi, nhà quý vị với thị thờ với cái người quá giảng, quý vị để thờ trên một thờ rồi ngày nào quý vị cũng bưng mâm cơm lên. Thí dụ quý vị bưng cơm lên, quý vị thấy có bóng người về cứ lấy ăn hoài, ăn mặn hết á, quý vị dám ở nhà đó không? Chứng tỏ rằng quý vị cũng không muốn người ta ăn, phải không? Nó thiệt á. Còn không, chúng tôi nói nhiều lần nghe đám ma gì đó, cái ông thầy mà tăng tùng kinh ông bưng giá cơm, nó bắt chuồng chuồng, ông kêu người gõ cái hòm, kêu người này ra ăn gì ông xong đó, nó mà ngồi dậy đó mà nó đưa tay nó bóc cái thằng cha mà mời nó về nó xỉu trước. Nên mình làm chỉ trình diễn này cho có bài thơ thôi chứ không có lỡ gì cả đó. Ví dụ như bây giờ vậy, bên Ấn Độ nó có làm giống như Tàu làm không? Có chết xong rồi đem chất đóng đốt được coi như hay như còn như còn lại quăng xong đó, mình phải đặt đồ này kia là ôm sùng rồi kéo cửa mã rồi ôm sùng, họ chết là họ đi liền chứ họ ở đó họ chờ mình à. Nó làm gì làm cho đúng thì người ta ở cái cõi nào đó người ta vẫn có thể ta nhận được cái điều mà mình muốn người ta nhận, thì nó vẫn tốt hơn là mình ngồi mình bày ra hết chuyện này chuyện nọ. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá, nam mô Tam Bảo giá, nam mô Sang Ca giá. Dạ con kính chào sư, con kính chào ngài ạ. Dạ. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ sau đây dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời quý cô chú ạ. Dạ con kính mời những bàn tay, những câu hỏi và những câu chat trên màn hình ạ. Dạ trong khi chờ đợi, kính bạch ngài con có một câu hỏi. Dạ thưa ngài, con có đọc cái cuốn Nghiệp và Quả của Nghiệp á ngài. Thì khi mà con đọc á thì con thấy là trong kinh có nói là khi mà những cái thiện, cái nghiệp, những cái việc mà bất thiện của mình đã làm rồi á thì mình không có thể nào mà mình xóa đi được hết, chỉ có là mình phải tạo những cái thiện nghiệp, rồi những cái thiện nghiệp mình cứ tạo những cái thiện nghiệp đó, cứ tạo những thiện nghiệp thì những cái bất thiện nghiệp nó sẽ không có trổ quả. Đúng như vậy, như vậy đúng không ngài? Cho dù là như là cái bất thiện nghiệp thì nó vẫn nằm đó, nó chỉ là giống như là nó chỉ đẩy lùi những cái bất thiện nghiệp, rồi mình thiện nghiệp mình làm thì cái những cái bất thiện nghiệp nó sẽ đẩy lùi rồi mình sẽ không có bị cái quả kia trổ. Nhưng mà nếu mà mình ngưng thì nó cái quả những cái bất thiện nó sẽ trổ đúng không ngài? Dạ con kính dâng mic cho ngài để ngài có thể giảng dạy chỉ rõ cho con được hiểu thêm được. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa quý vị, nói vậy là không có chính xác. Mình ráng cố gắng mình tạo nghiệp thiện là để mình trốn. Nếu nghiệp thiện dục giới, giờ thì nghiệp thiện sắc giới hay vô sắc giới đó,
nó giúp mình trốn trốn khoảng thời gian nào thôi, chứ không có giúp mình nghĩa là đừng nói nó theo kịp, nó dẫn theo. Còn cái thiện nghiệp siêu thế mà mình tạo được là dịch. Nhớ đối nghiệp mình chỉ có hai chuyện, là một là trốn, hai là dịch. Nhưng mà dịch với điều kiện á, là những cái nghiệp đó nó theo không kịp, nó theo kịp nó cũng không để mình dịch. Điển hình là ngày Múc Hinh La Ná, nó theo kịp nó vẫn bầm nát như tương, mà ông ta đã nghĩa là tới cái mức mà nghĩa là phải nói tới cái mức siêu đẳng rồi đó, có thần thông nhưng mà chạy trốn nó không được, muốn trốn không được, muốn giật cũng giật không được. Nghĩa là Bậc A-la-hán chỉ giật được nghiệp khi nào cái tâm bà đi nếp hoa nát họ phát sanh, tức là họ tắt thở đó, thì bởi vì không có kiếp sau nên nó mới theo không kịp mà thôi. Chứ còn bây giờ mà chưa tới cái lúc mà cái tâm bà đi nếp hoa nát ra phát sanh đó, thì nó theo kịp lúc nào là nó giật lúc đó. Thành ra khi mình đã tạo rồi là nó đi theo hoài, nó theo nó có cơ hội là nó giật, chứ nó giật mình chứ không có nơi đừng nói tiếng nào. Nó tốt nhất là từ khi học Phật pháp biết nghiệp ác là cái giật vậy đó, đừng tạo nó nữa, ráng cố gắng là đừng có tạo nghiệp ác nha, bằng cách mình tạo niệm thiện cho nó nhiều. Nhưng mà nói mình không tạo nghiệp ác là cũng không đúng, nói giờ nó hoài chứ không có đúng, tại vì nghiệp ác mình có tới 12 chuyện, còn nghiệp thiện mình chỉ có 8 chuyện thôi, mà 8 chuyện mình á thường thường mình làm chỉ có 4 chuyện thôi, tức là 4 tâm đại thiện ly trí mà thôi, chứ làm sao mình làm được đủ 8 tâm đại thiện được, trong khi 12 tâm bất lúc nào nó cũng phát sanh đầy đủ đồng nào trong cái người của mình đó. Để mình làm 7 làm 7 lần 12 chuyện mà làm thiện có 4 chuyện rồi đó. Thì làm sao mình nói mình tạo nhiều thiện pháp để cho nó theo không kịp à? Nó theo vẫn kịp như thường, đừng nói là không kịp. Nhưng mà ráng cố gắng tạo nhiều thiện pháp để hy vọng ngày nào đó đó, nó là cái nhân để thiện pháp siêu thế phát sanh. Mà khi thiện pháp siêu thế phát sanh là mình có được cái cơ hội là nó sẽ theo không kịp, sẽ theo không kịp thôi, chứ không phải là theo không kịp. Sẽ theo không kịp là lúc nào? Lúc gì A-la-hán tắt thở mà thôi. Còn đi A-la-hán còn thở là nó vẫn theo, nó kiếm chuyện như thường. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú và con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Là ngài đã chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Và con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Con kính mời Thích Thiện Vũ nè, cô Metta. Và con thấy trong room cũng rất là đông ạ. Và con kính mời Huynh Giang Nhất Hà. Dạ. Kính mời cô Tô Thị. Để con có cái ai giơ tay. Dạ. Con thấy bàn tay của Chiếc Lá Mùa Xuân. Dạ Nguyên Trang kính mời nha. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con xin đảnh lễ Ngài Lữ Tông. Con xin kính chào đạo tràng. Còn con có một câu hỏi như vậy. Con đọc sách á thì có một câu như về tác ý này, sau khi đã có tác ý rồi mới tạo nghiệp bằng thân khẩu ý, tác ý gọi là nghiệp. Thì như vậy á, cái tác ý và cái ý ở đây á, nó khác nhau như thế nào vậy ngài? Con xin ngài chỉ giải thích rõ cho con hiểu. Nam mô Bụt Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Lúc nào mình cũng tạo nghiệp đó. Dù có tác ý hay không có tác ý vẫn tạo nghiệp như thường. Bởi trong tất cả các tâm nó đều có tâm sở Chetana. Chetana hẳn thuyết cả quê cầm mừng quả đàm ý. Nghĩa là cái tâm sở tư đó là nghiệp. Đại diện cho nghiệp. Nhưng mà tại vì mình là mình không có tác ý là không có tác ý như thế nào, tức là mình không có ví dụ như mình nói giới sắc sanh đi, biết chúng sanh có thức tánh, đó. Biết đó là chúng sanh, biết chúng sanh có thức tánh, có tác ý là giết,
Thường thường người ta nói là không có tác ý là mình không có tác ý giết, nhưng mà vẫn có tác ý để làm cái chuyện gì liên quan tới chúng sanh đó, chứ làm sao không có được. Mà khi mà không có rồi đó thì nó đâu thành được. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó, biết cũng tạo nghiệp mà không biết cũng tạo nghiệp đó. Thành ra đừng nói tôi không biết tôi làm nó không có tội, vẫn có tội như thường, nhiều khi tội còn nặng hơn là cái kiếp. Cái thí dụ dễ hiểu, quý vị biết cục lửa nóng, quý vị rời vô nó nóng, quý vị không biết cục lửa nóng, quý vị rời vô nó có nóng không? Chứ không nóng hả? Cũng nóng như thường. Nhớ gì nữa. Anh biết hết mà không biết làm là bậy là chết, chứ không có đường nào không chết đó. Nó đừng có nghe lời nó nói không biết làm không có tội, xin lỗi, nít đâu biết rời vô lửa rồi cũng nó cũng bị bỏng vậy. Thành ra tốt nhất không biết cũng không nên làm, nếu mà mình vẫn có cái nghi ngờ, hoặc là biết nó là bất thiện pháp cũng không nên đụng vô. Phải đụng vô là lạnh đủ đó, biết cũng chết, không biết cũng chết là vậy đó. Thành ra nhiều khi mình kêu mình nói theo ấy, cái đó là mình không biết, không tạo nghiệp, sao không tạo nghiệp được. Đối với giới đó, mình biết thì có thể đứt giới, nhưng mình không biết có thể không đứt giới, nhưng mà không đứt giới hoặc đứt giới đều tạo nghiệp hết, chứ không phải nói là mình không biết thì mình không tạo nghiệp, vẫn tạo như thường. Cẩn thận nhớ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, dạ cảm ơn cô. À, dạ không biết là Sister Chiếc Lá Mùa Xuân có hoan hỷ với câu hỏi hay là có thắc mắc gì nữa không ạ? À, con không thấy. Dạ, sa thú bàn tay của Chiếc Lá Mùa Xuân, Nguyên Trang kính mời nha. Dạ thưa ngài, nhưng mà con cũng còn chưa có hiểu lắm cái giữa cái tác ý và cái ý nghiệp là nó khác nhau như thế nào ngài. Tại vì cái tác ý là mình cũng có cái mình muốn làm cái đó, rồi cái ý nghiệp thì nó cũng là do mình muốn làm. Vậy như vậy thì nó là khác nhau như thế nào á ngài? Con cái chỗ đó con không có hiểu, con xin ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Tác ý hay là ý nghiệp thì nó là nghiệp của đạo, nhưng mà ý nghiệp là nghiệp cái thang, cái đường ý. Còn cái tác ý đó có thể là nghiệp đường thân hay đường khẩu. Thường thường ta chia ra có ba loại nghiệp là gì đó: thân nghiệp, ý nghiệp, đường khẩu nghiệp. Nếu mà nói ý nghiệp thì tác ý tạo nghiệp thang cái sự suy nghĩ của mình không ạ, mình không có làm. Còn mình suy nghĩ rồi mình làm bằng tay thì đó là thân nghiệp. Còn mình làm bằng miệng, ví dụ có tác ý chửi nó là mình chửi, đó là khẩu nghiệp. Thì người ta chia cho dễ hiểu thôi, chứ là coi đâu mà không hiểu. Mình cứ đọc tác ý với ý nghiệp. Tác ý là nghiệp nó, nhưng mà nó phát sinh ngã nào, ngã thân, ngã khẩu hay ngã ý, thì nó có cái tên riêng là ý nghiệp, khẩu nghiệp hay thân nghiệp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. À, dạ con đã thấy Chiếc Lá Mùa Xuân, sa thú rồi ạ. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy. Dạ kính cảm ơn Chiếc Lá Mùa Xuân đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ kính chào cô Nhật Quỳnh vừa đến với đạo tràng. Không biết cô có câu hỏi không cô? Dạ con kính mời cô. Dạ sa thú bàn tay của cô. Dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ sa thú, kính cảm ơn Nguyên Trang đã điện khuyết cho Nhật Quỳnh đầu giờ đến giờ. Cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều. Dạ cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn chị Metta. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng.
con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu, kính chào chị Metta, kính chào anh chị Phan Văn Liêm và kính chào tất cả đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng, và cảm ơn tất cả những câu hỏi trong đạo tràng đã đưa lên BF hoặc là nhờ Nguyên Trang đọc câu hỏi. Và cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều, cũng như cảm ơn chị Mata đã điều quý cho Nhật Quỳnh ngày hôm nay. Rồi bây giờ Nguyên Trang có thể rời rung được rồi, Nhật Quỳnh có thể đã đọc được. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Nãy giờ Nhật Quỳnh chưa nghe được Quỳnh tu học Phật Pháp hỏi câu nào hết. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh. Quỳnh có thể cứu Nhật Quỳnh đi. Dạ, Quỳnh. Thật sự hôm nay Nhật Quỳnh không có khỏe, nên đầu giờ Nhật Quỳnh đã nhờ chị Metta lấy máy tâm bảo và nhờ Nguyên Trang trực đầu giờ tới giờ. Hằng giờ thì Quỳnh có thể cứu Nhật Quỳnh không? Alo, Quỳnh tu học Phật Pháp. Dạ, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Mời Quỳnh nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính chào các anh chị đạo hữu ở trong rừng. Thưa sư, hồi nãy sư có nói về có câu hỏi người quán về cái sắc gì đó. Thì sư có đề cập là sắc đi thì là cái sắc nào đi? Sắc do nghiệp tạo hay là sắc do tâm tạo? Hay là sắc do ú tú, tức là thời tiết, hay là sắc vật thực? Nhưng mà con nghĩ rằng là cho dù mình có biết được là cái sắc đó, là mình có học là cái sắc đó là do nghiệp, do tâm gì đó mà mình quán, thì vẫn là mình đang quán trên cái ngữ nghĩa chế định, chứ đâu có phải là mình thấy được cái thực tính pháp đâu thưa sư. Cho dù là mình có học là đây là sắc vật thực nè, đây là sắc nghiệp là vậy vân vân vân, rồi mình dùng cái hiểu biết đó để mà mình quán cái sắc đi đó đó, để mình biết coi cái sắc đó là do cái sắc nào, thì rõ ràng là mình cũng đang là mình quán ở trên là ngữ nghĩa chế định mà thôi. Như vậy thì chỗ này mình cần phải hiểu như thế nào, và con kính xin sư chỉ dạy thêm ở chỗ này. Dạ, con gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tổ mày, dạ kính thưa quý vị. Dĩ nhiên là đầu tiên mình phải cần ngữ nghĩa chế định. Nhưng mà thấy đầy đủ điều kiện thì mình mới thấy cái trạng thái mà mình thấy là thực tính pháp. Chúng ta nói lặp lại là thấy cái trạng thái của thực tính pháp, chứ không phải thấy thực tính pháp được. Phải thực tính pháp nó sanh diệt rất là nhanh. Đó. Thành ra khi mình thấy cái đó là mình dựa vào đâu? Vừa giờ có nhân gần của nó để biết cái đó là cái gì. Đó. Ban đầu thì mình thấy rất là chậm, nhưng mà tới lúc mà mình có nghĩa là đầy đủ khả năng rồi đó, thì nó rất là nhanh. Nhanh là mình chỉ thấy được cái trạng thái mà thôi, chứ không thấy thực tính pháp chỉ có Đức Phật thấy mà thôi. Chứ còn bây giờ mình nói là đang thường mình nghe người ta nói đi biết sắc đi. Bây giờ đó mình cũng thấy thực tính pháp mà đi của sắc là gì. Thí dụ như mình nói chất đất đi. Chất đất cái trạng thái của nó là cứng hay mềm? Thầy nói cứng đi hay mềm đi? Nếu mình không phân biệt được cái đó để mình nhìn qua cái chế định thì làm sao mình biết nó là cái nào? Thì khi biết nó là cái nào thì cái trạng thái đó nó vừa vào cái nhân gần mình, nó biết cái mình vừa thấy đó là thực tính pháp. Nhưng mà khi mình nói ra là mình nói không được. Tại vì thực tính pháp là mình nói là mình phải dùng chế định để mình diễn tả người ta nghe. Mà diễn tả là nó là không còn là thực tính pháp, nhớ vậy nè. Thành ra cái thấy chỉ là thành ra mới những cái đó chỉ có người nào trải nghiệm qua đó mới biết cái đó mà thôi.
chứ còn diễn tả cho người khác thì chưa chắc người khác hiểu. Đó. Vấn đề là bởi vì cần pháp học là vậy. Nếu cần pháp học thì ngay cả chế định mình cũng không biết, mà không biết làm sao mình biết cái trạng thái của nó. Mà mình không biết trạng thái của nó, mà trạng thái nó dựa trên cái gì? Dựa trên cái nhân xa và dựa trên nhân gần. Đó, cái nhân xa để mình phân biệt nó là cái loại nào, và cái nhân gần của nó là cho biết nó là cái gì. Đó, nó cần pháp học là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con quay lại cái vấn đề cách đây 2 tuần con có nêu lên đó, thật sự đó là mọi chúng sinh đều có sẵn cái tứ đế ở trong năm uẩn. Thì sư nói rằng là khổ đế với tập đế thì có sẵn, chứ còn cái diệt đế và cái đạo đế thì nó là pháp siêu thế, cho nên rằng là nó không thể là có sẵn, nó cần phải có một số điều kiện. Nhưng mà con có tìm ra được một số cái đoạn kinh, ví dụ như là trong Tương Ưng thì con có tìm ra được cái đoạn kinh như vậy, thưa sư. Con có tìm ra được một cái đoạn kinh. Thì đoạn kinh này nói rằng này hiền giả, chính ở trong cái thân dài một tầm có tưởng có ý này, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt thế giới. Thì như vậy là cái sự đoạn diệt thế giới chính là diệt đế. Dạ. Thế giới ở đây thì trong nói là năm uẩn, dạ, giải thích ra là năm uẩn. Dạ, nguyên nhân của thế giới tức là tập đế, mà sự đoạn diệt thế giới là diệt đế. Rồi trong cái kinh Tăng Chi thì cũng có một cái đoạn kinh mà cũng khẳng định rằng là diệt đế và khổ đế là có sẵn. À, tại vì nếu mà mình nói là diệt đế cần một số điều kiện á, thưa sư, thì có thể rằng là người nghe họ sẽ bị hiểu lầm rằng đây là cái pháp hữu vi, là vì diệt đế là hữu vi, là không có điều kiện, nó không do nhân duyên tạo thành. Nó ví dụ như trong cái này cũng nói rằng là Như Lai tuyên bố chính trong cái thân này nó có sự khổ và sự diệt khổ. À, rồi trong một cái đoạn kinh khác nữa, trong một cái đoạn kinh này nè, thưa sư, thì con thấy cũng là nói rằng là Niết Bàn vẫn là đang có hiện hữu. Như vậy thì con xin kính xin sư giải thích thêm một chút về cái vấn đề này. Đó, ví dụ như đoạn kinh này. À, này Bà La Môn, Niết Bàn vẫn hiện hữu. Cái con đường dẫn đến Niết Bàn vẫn hiện hữu. Lời Như Lai dạy rõ ràng vẫn là hiện hữu. Đó, như vậy đó, thì xin sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề. À, tất cả chúng sinh đều có tứ đế thì nó bị sai như thế nào? Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn và dạ kính thưa chư quý vị. Trong chương 7 của Thắng Pháp Thập Luận khi nó phân biệt thì khổ đế và thập đế nó là ngũ uẩn. Nhưng mà Niết Bàn là cảnh thá quý mút tạ, nó là không phải là uẩn. Mà không phải là quẩn thì mình nói là ở trong cái quẩn là mình nói làm sao? Con đường dẫn đến cái Niết Bàn này cũng vậy. Nó là cảnh tha quy mắt. Tức là hai cái pháp này nó không phải là quẩn. Mà không phải quẩn thì nó này nó nằm trong quẩn là nằm sao? Nghĩa là mình muốn chứng được hai cái pháp này đó thì mình phải làm hai cái đầu. Tức là đoạn diệt cái ngũ quẩn. Mà ngũ uẩn đây không phải là cả cái thân này. Mà ngũ uẩn đây là chỉ cho cái phiền não mà bị diệt mà thôi. Nó là tứ danh uẩn thì đúng không? Nhưng mà nó phải dựa vào cái tứ danh uẩn này, nó dựa vào cái thân này để nó phát sanh. Thành ra đôi khi đó, khi Ngài nói về đây cho mình hiểu vậy, chứ nếu mà mình chấp nó là mình chết. Đó. Nếu nó là nó ở trong thân này thì nó phải là ngũ uẩn chứ. Tại sao nó là cảnh tha quý mút tạ, tức là nó gọi là quẩn. Mà trong khi Niết Bàn nó là cái gì? Nó là phá hiệp tha thâm ma. Cái pháp ở ngoài chứ không phải pháp ở trong, thì nó ở trong mình ở chỗ nào? Ừ. Mình đừng có chấp một vài cái những cái chữ nghĩa này mà cái lối dịch này nữa. Cái này là phải mình phải biết là nó dựa vào một số cái điều kiện nào đó để mình biết.
Nếu mình dựa vào ngũ uẩn này để mình diệt phiền não chứ không phải mình diệt hết. Nhưng mà khi mình diệt phiền não, cái pháp diệt phiền não là Niết Bàn. Tức là Niết Bàn nó vẫn hữu đối với cái trí của người đang làm được cái việc đó, chứ không phải nó hiện hữu trong cái ngũ uẩn này. Bởi vì Niết Bàn là phá hiệt tha thăm ma và là cảnh tha quyến bút tị. Đó. Nhưng mà cái đó là những cái đó mà chúng tôi đã nói với huynh là hỏi những cái siêu thế thì chúng tôi chỉ giải nghĩa theo sách vở vậy thôi, chứ còn hỏi chắc thì chúng tôi miễn bàn. Tôi không biết. Giải vậy thì cái đó chỉ giải vậy thôi. Đó là sách vở chứng minh là nó là cảnh táo nguyên bút, và nó là mình dựa vào cái thân này để mình thấy nó, chứ không phải là nó ở trong này. Nếu mà nó ở trong này thì mình tu làm gì, lâu nó có Phật tánh mình phải tu, giống như Bồ Tát bốn A Tăng Kỳ khi được thọ ký rồi đó. Mà nó có sẵn này đi làm gì mà cực khổ vậy, mà để không lấy ra xài đi mà. Nó vấn đề là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính là tri ân sư ạ. Thưa sư, con có thấy có cái chữ này nè, thưa sư, cái chữ Bali này nè, sư, là cái chữ ít thằng sắc chá là phi ní quê xá, cái chữ nó có cái nghĩa rằng là nếu như mà mình cho rằng á, chỉ có cái này mới là chân lý, còn ngoài ra đó là điều không chấp nhận hết, thì cái chữ này có phải là ám chỉ đây cũng là một loại tà kiến không thưa sư? Con chữ này là con xin kính xin sư chỉ dạy con về cái nghĩa của cái chữ này. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tôi hỏi chúng tôi không biết nằm trong bài kinh nào đó, chúng tôi không có khả năng để quyết định nó. Nhưng mà cái người nào mà học những cái điều mà liên quan tới tâm tạng là dạy Đức Phật một cách chín chắn mà phủ nhận hay là cho rằng không đúng gì đó, thì cái đó là được liệt vào tà kiến. Thế chúng tôi học là được liệt vào tà kiến. Nhưng mà không biết cái chữ đang sạch chờ sạch cha phí ní quê xã giá này đã nằm trong bài kinh nào, nếu biết thì phải dựa vào chú giải rồi giải thích làm sao chứ không. Này, mấy nhiều cái từ ngữ mà nở trong những cái thế đặc biệt về rất là khó mà để giải thích cho nó đúng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính tri ân sư, và con cũng không phải coi cái từ này ở trong một cái bài kinh, con đọc trong một cái mấy cái cuốn sách của các cái vị giáo thọ viết, thì tình cờ con gặp cái chữ này, con cũng chưa hiểu rõ lắm. Con tra thì thấy nói rằng là đây là cái quan điểm cho rằng là những cái này nè mới là chân lý, ngoài ra đó là sai hết, không chấp nhận được. Thì con nhớ mang máng là đây là đang ám chỉ một cái loại mà nhận thức không đúng, tà kiến. Thôi con bỏ qua cái phần này để con kìm lại. Con kính tri ân sư ạ. Dạ thưa sư, là trong cái tâm dục giới, cái tâm thiện dục giới nó cũng có tâm duy tác, mà cái tâm thiện mà đáo đại nó cũng có tâm duy tác, nhưng mà cái tâm siêu thế thì lại không có tâm duy tác, thì mình giải thích như thế nào thưa sư? Dạ con kính gửi mic, xin sư chỉ dạy giùm con. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tâm siêu thế nó không có tâm duy tác, tại vì cái tâm đạo là nó làm cho cái gì đó thành cái tâm ấy rồi thì nó đâu có dùng theo tâm siêu thế nữa, ngoại trừ khi họ đi nhập thiền quả mà thôi. Mà nhớ họ mà không nhập thiền quả, họ nhập thiền thường, thiền chỉ đó, thì họ cũng phải dùng những cái thành quả của thiền nhà chỉ, chứ làm sao mà ấy được. Còn nếu mà nhập thiền chỉ mà thiền chỉ nó đâu có tới siêu thế đâu ha. Thành ra thường thường đó, để khi mà tối đa là cái tâm quả đó nó phát sanh xong là cái gì đó là tất cả những cái về sau, những cái tâm về sau xong cái tâm quả đó, ngoại trừ trường hợp nhập thiền quả, thiền tứ tánh quả thôi, thì họ đều xài những cái tâm dục giới hoặc là sắc giới hoặc vô sắc giới hết. Thành ra thì trong dục giới nó có di tác, trong sắc giới nó có di tác, trong dục giới có di tác, mà trong tâm siêu thế thì không có. Tại vì tất cả những loại tâm siêu thế đó
chỉ phát sanh một hay hai sát na, ngoại trừ khi đó người dưới đó nhập thiện quả thì nó mới phát sanh nhiều sát na mà thôi. Đó. Đó. Mà khi mà nó ọt ra, nó ra khỏi cái nhập thiền đó thì nó lại trở xuống cõi gì cõi dục, hoặc nếu ở trên đấy thì ở trên cõi sắc thì nó ra lại cái tâm di tác cõi sắc, chứ làm sao mà nó là tâm siêu thế luôn được. Thành ra tâm siêu thế nó chỉ phát sinh một vài cái điều kiện đặc biệt của nó mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ. À, thưa sư, con nhớ mang máng thôi, con muốn xin sư xác nhận lại giùm con thôi. Đó là con nhớ như là có một cái lời, có một cái chú giải hay sớ giải gì dạy rằng là nếu như một cái người mà tin vào cái lý nhân quả, tin vào cái lý tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, thì cho dù là tệ nhất thì cũng không thể nào mà sinh tử luân hồi quá 80 A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất. Có đúng vậy không? Con cho nhắc lại là, tức là có con nhớ mang máng rằng cho dù là một cái người tệ đi nữa, nhưng mà nếu tin vào nhân quả, tin vào cái lý tam tướng vô thường, khổ đau và vô ngã, thì cái người đó, đó là tối đa cũng chỉ luân hồi sanh tử 80 A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất. Dạ, con kính gửi mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ mẹ. Dạ, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi có đọc sơ qua trong cái chú giải nào đó họ có nói tới cái vị nào đó mà xác nhận gì, nhưng mà chúng tôi thật sự là không có tin. Tôi thật sự là không có tin. Tại vì cái điều kiện mà tới 80 A Tăng Kỳ thì khó nói lắm. Nhưng mà cái người mà có khả năng mà thấy được tới đó rồi đó, thì mình nói tới A Tăng Kỳ thì nói hơi quá đó. Chứ không phải cái người đó có khả năng trong, nghĩa là một hai đại kiếp thôi chứ làm gì mà thế nào A Tăng Kỳ. Nên rất là nguy hiểm mấy cái đó đó. Mình họ không có đưa ra một cái lời giải thích nào đó, họ chỉ nói vậy thôi, mình cũng không có. Thưa trên thưa là những cái chuyện mà xa vời chúng tôi không bao giờ chúng tôi để nhiều đó. Nói chung mà nhớ này kim sùm, ngay bây giờ mấy cái đó đi lục lọi tìm tòi cũng đã khó rồi, chứ đừng tìm trong sách để giải thích cũng đã khó rồi. Thành ra mình phải chúng người khác thì chúng tôi không biết, chứ chúng tôi không bao giờ tôi bỏ thì giờ đi tìm hiểu như thế đó. Đã có nhiều cái mà nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình, mà thường thường cái đó là nó hiện rất là ít trong những cái chú giải đặc biệt nào, nghĩa là nói A Cha Đi Giá Hòa Thá thì đúng hơn là chú giải. Bởi vì cái giải thích tâm tạng đó, thì thứ nhất là nó có chú giải, đại chú giải, tức là của các bậc thánh của Đức Phật đó. Đức Phật cũng có giải thích, nhưng mà họ không để trong tâm tạng, họ để trong chú giải. Đó, có một số cái lời dạy Đức Phật chính thức không có nằm trong tâm tạng mà nằm trong chú giải, gọi là Ma Tha Ca Thả. Rồi tới chú giải là của các bậc thánh hoặc là các bậc sau này, sau ngàn năm, nhưng mà đều được các nhà kết tập tâm tạng về sau người ta xác nhận là đúng. Đúng theo cái một số cái điều kiện nào thì người ta vẫn gọi chú giải. Nhưng mà thấp hơn chú giải là sớ giải. Thấp hơn sớ giải đó, ngày chú giải, sớ giải, tức là đi ca đó. Sớ giải là đi ca, chú giải là thật thả. Rồi tới đi ca tức là sớ giải. Rồi thấp hơn nữa đó là A Cha Đi Giá Hòa Đá, tức là khoan nghe sự hiểu biết của các tổ. Thì đa số bây giờ mình học là mình học theo sự hiểu biết các tổ nhiều hơn. Bởi vì có một sở các nước theo Phật giáo truyền thống này họ còn dịch chú giải rồi đầy đủ chứ. Bây giờ mà chú giải đầy đủ thì chỉ có Thái Lan, Miến Điện là tương đối còn đầy đủ. Còn Tích Lan cũng giờ kiếm đã khó rồi. Đó. Còn như bên mấy nước mà theo Tàu thì nghĩa là đa số là theo tổ hết đó. Thành ra cái đó là A Cha Đi Giá Hòa Thá, tức là sự hiểu biết của các tổ mà thôi. Thành ra đó là những cái mà mình nếu mà theo đó mình nghiêng học rồi này kiếm xong đó, thì không có gì bảo đảm chắc chắn là nó chính xác hết đó. Bởi vì các tổ mà ví dụ như vào thời này, sau thời Đức Phật đâu có lâu, từ 600 năm đó là có những cái vị mà thứ thiệt, được gọi là thứ thiệt của bên hệ Bắc Truyền,
ví dụ như Mã Minh Long Thọ rồi này kia rồi, họ cũng viết ra những cái di tích học đó đều được loại chú giải hết chứ, sớ giải y à trời giáo hòa đá hết chứ, nhưng đâu phải là ấy đâu. Thành ra mà người nào có nghiên cứu về di tích học thì biết nó như thế nào liền à, nó không có, nghĩa là nó không có được, nghĩa là chặt chẽ giống như trong Thắng Pháp Tập Biểu Luận hay là chú giải của Thắng Pháp Tập Biểu Luận, tức là với tâm mắt thả quý khoa quá ni đi ca rồi sớ giải của gì về pháp là bà ra mắt thả đó, bà ra mắt thả đi ca thành ra ngay cả chúng tôi học ở bên ấy cũng vậy đó, là do ngày một ngày Miến Điện này viết ra nên là bà ra mắt thả chô ti ca chứ không gọi đi ca này chô ti ca đó, tức là của mấy tổ sau này họ giải thích họ viết ra. Thành ra nó có nhiều chuyện mình rất là sợ. Rất là sợ. Thành ra có những cái lạ mà lục mà tìm ra không thấy thì lợi ích nhiều trong cái sự học hỏi, hoặc là không có được các nhà, các tổ để ý tới thì mình cũng nên tránh xa đi chứ tốn thời giờ mà mình đọc xong không hiểu vậy. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con cũng không có ý đi tìm hiểu mấy cái đó thưa sư, không có khả năng đó, cũng không có, mà tình cờ rồi đọc mấy cái sớ giải, đọc mấy cái phụ sớ giải của các vị giáo thọ, tình cờ gặp những cái ý đó, con vô con hỏi sư lại cho nó chắc. Dạ. Dạ sẵn sư nói về cái vấn đề về chánh tạng và sớ giải như vậy đó, thì con thấy rằng là cái chánh tạng và cộng với cái sớ giải là đã quá là nhiều rồi. Đã rồi. Dạ, trên sư là sư có nghe lại được. Dạ. Alo 1234. Dạ. À, không biết là trong room là có còn nghe được âm thanh hay không. Dạ. Alo 1 2 3 4 5 6, nhỏ quá. Dạ, vậy con để con gửi mic lại để con bị hư rồi. Dạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải câu hỏi của huynh tu học Phật Pháp. Và cảm ơn huynh đã tham gia. Dạ, huynh chỉnh mít lại khi nào được thì huynh cho Nhục Quỳnh biết được nha huynh nha. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, để không mất thời gian quý báu công rung, Nhục Quỳnh kính mời những câu kích chát cũng như những bàn tay của quý vị ạ. Vị nào có câu hỏi thì xin đưa lên trong khi chờ đợi huynh tu học Phật Pháp. Chỉnh mít à, có thể đưa bằng tay và có thể đưa câu kết chát lên để Nhật Quỳnh đọc và thỉnh Ngài trả lời ạ. Dạ, trong khi chờ đợi huynh tu học Phật Pháp mà con chưa thấy bàn tay, cũng chưa thấy câu chát lên màn hình, nên con xin phép hỏi Ngài một câu. Dạ bạch Ngài, con có nghe một bài học là mình cúng dường đến đại chúng, trong đại chúng đó thì có, tức là tăng sanh khá, là có cả ni cũng là sanh khá. Câu hỏi của con là thời còn ni chúng thì gọi là sanh khá, nhưng mà thời bây giờ như thời hiện tại đây thì con không thấy còn cái giới giới ni nữa. Thì như vậy á, thì quý cô tu nữ có thể coi là sanh khá không bạch Ngài? Và con cung thỉnh Ngài chỉ dạy cho con để con hiểu rõ hơn ạ. Con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch Thiên Tôn. Dạ kính thưa chủ vị, thật sự ra mấy cô tu nữ thường ta giữ 8 giới hoặc 10 giới thôi, thành ra không có thể gọi là sẵn khá được. Sẵn khá chỉ có hai là tỳ khưu và nữ tỳ kheo và nữ tỳ kheo.
thường thường đó, tại vì mình đọc hay đọc từ Kheo Ni, thực sự ra đó chỉ chữ Ni là theo tiếng Bali là cái tiếp viên ngữ, tiếp viên ngữ chỉ cho cái người nữ đó. Thành ra nếu mình gọi cho nó chính xác là tỳ kheo và nữ tỳ kheo thì cái hàng tới chúng đó là tỳ kheo, nữ tỳ kheo. Còn Sajini với Saji đó liệt vào cận sĩ nam, cận sĩ nữ hết chứ không không có được liệt vào tu sĩ được. À, thành ra bây giờ đó ngay cả những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống, Phật giáo tứ thiệt á, thì dầu rằng công số cái vị nữ mà mặc y mặc đồ đó, họ cũng gọi là tỳ, không không coi là nữ tỳ kheo, họ cũng chỉ coi là cận sĩ nữ mà thôi. Đó. Nhưng mà khi quý vị làm phước đó, theo trong kinh điển nói là làm phước mà để có phước, phước có thể hồi hướng được đó, để cho người người qua giải được đó, thì cái người đó, đó tối thiểu phải tam giới, tức là tu nữ để dùng đó. Nếu không có tỳ kheo thì quý vị vô chùa chỉ thấy có tu nữ không thì dâng cho tu nữ cũng có đủ phước. Nhưng mà thường thường đó, bây giờ đó xin chúng thưa tôi thưa quý vị, nếu mà nói ra đúng theo luật về giới của các tu sĩ đó, thì cái người nữ bây giờ đó, tám giới cũng đã không không đủ rồi, ngoài trừ cái người tu nữ mà ở bên nước như Thái Lan Miến Điện thì họ còn giữ chứ, còn tu nữ Việt Nam thì chiều vẫn đốt như thường, thì các tỳ khưu ni bên Bắc Truyền thì chiều vẫn quốc như thường, thì tám giới thì cũng không đầy đủ. Mình dựa vào giới luật thiền biết có những cái điều rất là kỳ cục, muốn cho người ta kính trọng mình, muốn cho người ta coi mình giống như người tu sĩ mà giới mình không chữ, mà còn xưng ni sư rồi hay là tỳ kheo ni này nọ, chúng tôi cũng không hiểu họ tu họ có chịu học luật hay không. Cái học luật thấy rõ ràng là không có tới, không có đủ, không đủ giới để được làm cái đó. Thành ra mấy hồi lúc thì chúng tôi ở đó, cái ông coi chư tăng trong Bangkok á, nghĩa là thấy ông sư mà ăn chiều đó, nghĩa là đi nhiều khi đi xa không để mua cái gì đó, cái ngồi gốc cây ăn đó, nó bắt được nó vẫn bắt hoạt động như thường á, chứ không phải không à, coi cái đó là không có đúng. Bây giờ thì từ thời kỳ mà Pháp họ bỏ hết, họ không có khe nữa. Nhưng mà trong những thành phố lớn ở bên Thái giờ họ vẫn giữ, nó vẫn giữ. Chứ còn ngoài nhiều khi ở ngoài giờ chưa tăng ít, nhiều khi ăn chiều thật sự giới đó thì sám hối cũng được, nhưng mà mình lâu lâu mình uống thuốc hay là mình đói mình làm lần mình sám hối được, chứ còn mình cố ý mình phạm hoài sám hối thì nó đâu hết. Đây là như vậy. Rồi, bây giờ thì không còn tỳ khưu ni nữa, không còn. Thế là ai cũng muốn mặc y mặc áo mà xưng ra rồi ráng kêu chứ, còn rất là nguy hiểm, nếu phải không đâu. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, sa thủ con thành kính tánh lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, huynh tu học Phật Pháp đã chỉnh mít được chưa huynh? Huynh có thử mít không ạ? Dạ, kính mời huynh nghe. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ. Dạ, con xin thử mít lại. Dạ, con xin lỗi rung. Hồi nãy cái mít của con nó xài bằng pin. Nó hết pin rồi con bất chợt. Dạ. À, thưa sư, thì sẵn sư hồi nãy sư có đề cập về cái vấn đề chú giải, sớ giải ở trong chánh tạng này kia đó thưa sư. Thì con có cái suy nghĩ như vậy nè, là cái chánh tạng và cái sớ giải Bali nó coi như là học cả đời, không biết bao nhiêu đời mới học hết nữa. Như vậy thì cái việc mà mình đi, những người họ đi viết lại những cái cuốn sách về Phật Pháp đó thưa sư, thì nó có cần thiết không thưa sư? Tức là thay vì á, cái công sức đó để mình đọc từ trong chú giải rồi mình dịch sang á, thì có vẻ như là nó lợi ích hơn so với lại tự mình viết ra những cái cuốn sách Phật Pháp này kia. Thì không biết cái chỗ này thì cái quan điểm này á, thì sư theo sư nó là như thế nào? Con nêu cái vấn đề là như vậy.
Tại vì cái chánh tạng và cái chú giải Bali là nó rất là lớn. Như vậy thì mình bỏ cả đời ra mà mình dịch thôi đó, chưa chắc là đã hết. Như vậy thì mình đi viết thêm những cái cuốn sách về Phật Pháp, như vậy thì nó có dư thừa hay không? Ý con muốn nói như vậy. Dạ, con gửi mic, xin sư chỉ dạy thêm ạ. Nam mô Bố Thầy, giá kinh bạch chư tôn, giá kính thưa chị quý vị. Thật ra chữ Việt Nam mình mới đi làm chuyện đó thôi chứ. Hoặc là mấy ông học giả, người ta nói học giả của Tây Phương được. Học mới rồi cái làm thôi. Cho thường thường, ở mấy xứ Phật giáo đó thiệt, họ không có làm đâu. Ví dụ như ở Miến Điện, viết sách dơ chắc là họ đã cho mình xuất bản chứ mới không. Nhưng mà tại vì lý do là dịch cái công trình mà sơ giải, chú giải rồi nó nhiều quá, thành ra chỉ có chú giải họ mới dịch thôi. Còn cái sơ giải đó họ để dành đó để khi nào mà trong chú giải mà không có thọ học, hay là họ muốn làm những cái te sự mà liên quan đó, họ mới lật chìa sơ giải thọ đọc. Thí dụ như bây giờ dì hiểu nè, chú giải mình nói chú nói ấy là quyển Thanh Tịnh Đạo đó, có hai quyển để giải thích Thanh Tịnh Đạo. Quyển thứ nhất gọi là Quý Sự Thí Mắc Má Hả Đi Ca, và quyển thứ hai là Quý Sự Thí Mắc Khá Chu Lá Đi Ca. Nhưng mà người ta chỉ dịch có một quyển là gọi là Quý Sự Thí Mắc Khá Má Hả Đi Ca thôi, nhưng mà người ta dịch rất là ít, không phải dịch cả cuốn, nhìn những phần quan trọng đó thôi. Khi nào mình đọc Thanh Tịnh Đạo không hiểu thì mình lật cái quyển nó ra. Cái quyển đó nó có cái tên Bali riêng của nó gọi là Paramattha Manjusa đó. Thì cái quyển đó thì được dịch có một vài phần quan trọng dịch để khi nào mình đọc Thanh Tịnh Đạo không hiểu mình lật cái đó ra. Rồi. Chứ thường đa số mấy nước như Thái Lan Quân Điện là tại vì ông sư phải học Bali đó, thành ra có gì ta lật cái quyển tránh ra người ta đọc Bali để ta hiểu thôi, chứ không có ngồi viết sách viết gì đâu. Mấy xứ mình đó với chuyện mà viết sách thì Phật Pháp ít lắm, hiếm lắm, không ai không mà làm hết đó. Còn bên mình hay là bên Âu Châu rồi mấy ông họ sơ viết ra cái quyển rồi cái giới thiệu ra rồi này kia ông sùm, nó là thường là mấy cái gì đó đi ra ngoài quốc, ví dụ như mấy ông Tích Lan về đi ra ngoài quốc rồi thấy người quốc họ muốn học cái đó thì coi cái quyển nào mà hay lấy một đoạn hai đoạn ra dịch viết ra thành sách rồi dịch ra tiếng Anh tiếng Đồ. Chứ còn mấy cái nước ở trong Tích Lan hay trong Ấn Độ ý trong Thái nào ấy nó ít làm gì lắm, bởi tốn thì giờ. Thứ hai, cái đời sống mình nó đâu có dài lâu gì đâu mà ngồi đó mà bế làm ra để bán hồi này kia không, không có. Thật sự đó, nó mà nói với ngoại trừ những cái vị mà học liên tục qua những năm đó ta rất đặc biệt ta mới thuộc, như mười mấy vị ở bên Miến Điện. Còn mấy xứ khác đa số là họ không có thuộc tam tạng đâu, nhưng mà những cái quyển nhỏ nhỏ rồi này kia thì họ nhớ. Ví dụ như Triều Bộ Kinh họ thích chưa kìa, cái tứ niệm xứ đó thì họ nhớ cái đó, họ nhớ cả đó là chú giải rồi này kia ông chồng hết, tại vì họ cần để họ đi giải hay gì đó thì họ nhớ cái đó thì có nhiều, nhưng mà nhớ lần mà ba tạng hiếm lắm. Bởi vì mình nói chơi với ba tạng đó, nghe thì không kể chú giải đó, nếu mà in ra cái trang giấy đó khoảng 16-17 ngàn trang giấy á, chứ đâu ít đâu. Bali đâu không á, còn mình ở đó mình ngồi mình nhớ nhiêu đó là thôi, chứ đi đoàn tụ mất rồi không làm được ăn nữa. Thành ra chỉ cần học là một số cái điều kiện quan trọng mình học xong để mình đi hành mà thôi. Người ta đa số là chủ trương vậy. Ví dụ như bây giờ mình muốn hành cái đó thì mình học một số cái quan trọng mà thôi, chứ mình không học nhiều. Bởi vì khi mình học nhiều nó tốn thì giờ, mà khi nó tốn thì giờ nhiều khi nó mất trong lòng á, mình học không hết á, mất lòng rồi mình vô đó, thay vì mình hành thiền mình để ý tới những cái đề mục thiền mình để quyển sách mình nó vào cái này nó kim châm mất thì giờ. Thứ hai nghĩa là
mấy người còn trẻ thì cảm thấy không có để, không có để nhiều đấy. Còn lớn già mà giống như tôi chưa chúng tôi hay là ngài trưởng lão chú Rum nè, hàng sống qua ngày đếm từng hơi thở, sống qua ngày chờ qua đời mà ở đâu rồi ngồi nghiên cứu chú giải sớ giải rồi kia là chuyện tào lao chứ không ai làm đâu. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính tri ân sư giảng giải về cái vấn đề chánh tạng. Dạ chánh tạng thì nó quá là lớn, cho nên là cái việc mà mình đọc trong chánh tạng không còn chưa hết nữa, thì việc mà mình đọc qua những cái sách Phật pháp bên ngoài thì có vẻ nó hơi hơi tốn thời gian nhiều. Dạ sư, con quay lại cái vấn đề trong đạo Phật nổi tiếng mình có cái câu pháp cú sabbe sankhara dukkhati, tất cả mọi thứ ở trên đời nó đều là khổ hết. Tất cả mọi thứ, mọi cái pháp hữu vi nó đều là khổ hết. Như vậy dựa vào cái câu đó đó thì con có thể nói rằng là như vậy thì cái ý nghĩa mà lớn nhất trong cái cuộc đời này á, cuộc đời này là hoàn toàn là nó không có cái ý nghĩa gì hết ngoài một cái ý nghĩa duy nhất là nhận ra được cái sự khổ. Thì như vậy nó có gì là sai đối với lại cái câu đó không thưa sư? Dạ con xin gửi mic lại xin sư chỉ dạy thêm. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư ba. Sáu câu mà nó nói tới ba cái điều đó là liên tới vô thường khổ vô ngã đó. Thật sự ra đó mình chỉ cần học một câu đó, nhưng mà tại vì lý do mình không học một câu được là tại mình không biết cái background mình cũng giống như là cái tiền nghiệp mình như thế nào. Thành ra mình phải học cả ba để khi nào mình hạ thủ công phu mình thấy cái gì. Nên nhớ trong ba cái vô thường có nở vô ngã đó, mỗi hành giả chỉ thấy có một cái thôi, để tùy theo cái tiền nghiệp mà mình đã tạo. Nhưng mà thấy cả ba, mà dầu rằng ba cái thứ đó nó nằm một chỗ đó, ba thứ nó còn nằm một chỗ, nhưng mà khi mình hạ thủ phu thì mình chỉ thấy một chuyện mà thôi. Cũng thấy sanh diệt vậy, nhưng mà sanh diệt đối với một số vị là khổ, sanh diệt đó đối với số vị là vô thường, nhưng mà sanh diệt đối với một số vị là vô ngã đó. Tại vì mình không biết được cái tông tích của mình, không biết được cái tiền nghiệp của mình, thành ra mình phải học nhiều, học luôn cả ba điều kiện như thế nào nào phải học vậy đó, để khi mà hạ thủ công phu đó thì chỉ dính một cái, một trong ba mà thôi, chứ không có thể nào thấy cả ba đó. Dầu rằng thấy một nhưng mà hiểu cả ba, tại sao? Tại vì cả ba đó nó đều phát xuất từ sự sanh diệt của danh sách mà thôi, chứ nó không phát xuất từ đâu đó. Thành ra cái người mà muốn mà cho đỡ tốn thời giờ đó thì mình cứ hạ thủ công phu để mình thấy đi, thấy trước, thấy điều kiện ở danh sách, điều kiện của danh sách, rồi cái trạng thái đó nó xuất hiện kiểu nào, khổ hay vô thường hay vô ngã đó. Rồi mình từ đó rồi mình tiếp tục đi, mình đi thì nó nhanh. Chứ còn bây giờ đó mình mà cái nào cũng học với cái tư tưởng là kiếp này mình sợ mình không đủ khả năng để tới chỗ nào đó, đâu mà phải học cả ba cái đấy để kiếp sau mình còn có chỗ mình xài. Thật sự cái đó thì nó phí thì giờ, không? Nên chúng tôi quan niệm tới luôn nói tất cả những người mà học với chúng tôi đó là học căn bản vừa đủ để mình có thể hạ thủ công phu được. Bởi khi mình hạ thủ công phu rồi đó, lúc đó mình mới biết mình ở là ai, ở đâu, đứng chỗ nào. Còn mình học mà mình không hạ thủ công phu, tức là không hành đó, thì mình không biết mình là ai, không biết mình đứng nào. Thành ra nó rất nguy hiểm, là mình cứ đi tới đi lui vậy đó. Mà đâu phải mà thấy mấy cái đó là ấy đâu. Ngay cả trong sách nhiều khi có những cái sách mà dịch mình nghe, mình đọc xong mình cũng không hiểu. Ví dụ như nó hỏi là đi, ai đi, cái đi của ai, hai câu đó vô ích. Bởi vì đâu có chúng sanh đâu mà hỏi ai đi, đâu có chúng sanh đâu mà hỏi cái đi của ai, thấy không? Vấn đề là vậy chứ đâu phải đâu. Khi đọc như đó là mình chớ giới rồi, mới biết cái này là sao.
đó. Thành ra có những cái mà tại vì theo nguyên tắc của văn phạm đó, thì phải có chủ từ động từ rồi có này kia. Thành ra nhiều khi mình dịch nó thấy không, Đức Phật cần nói tôi này kia không sao, tại sao quý vị nói không có cái tôi đó, vấn đề là như vậy. Thành ra mình cần học nhiều mà mình không được phân biệt được những cái mà thực tính pháp, những cái mà chế định pháp, hay là những cái mà điều kiện của những cái pháp đó. Rồi là mình cứ nghĩa là say mê mà đi đặt hoài là vậy đó. Thành ra tất cả người nào muốn hạ tổ vô phải học. Học cái tối thiểu là biết tâm là sở sắc cái đó. Biết rất rõ ràng chứ không phải biết theo kiểu mà tên không mà thôi. Thì lúc đó mới tính chuyện hạ thủ công phu được. Mà khi hạ thủ công phu thì nó có nhiều cơ hội hơn là mình không học. Mà khi mà không học rồi đó thì đừng nói gì đó. Nó thật sự nó không học, không có làm được gì đó. Dù rằng mình có gặp được Đức Phật đi nữa mà. Bởi vì Đức Phật mà nhìn mặt mình hồi xưa mình chắc không, mình không biết mình có sanh và thời vật chứ. Đức Phật mà nhìn mặt mình thì ngày cũng đi luôn chứ, ngày Đức mà ở người ta mất công đứng lại tốn thì giờ gì với mình. Thấy không? Vấn đề là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy Giác. Nam Mô Bích Tha Giá, con thay mặt rum là kính tri ân sư ạ. Dạ. Là sẵn sư đề cập tới cái vấn đề giữa học với lại thực hành đó thưa sư. Thì dường như là Phật tử mà theo Nam Tông Theravada của mình á, đều biết rằng, biết rất rõ và rất là tin rằng tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất giúp cho chúng sinh được thanh tịnh, vượt qua những cái gọi là những cái sầu não và chấm dứt được khổ u, đạt được chánh trí, chứng đắc đạo quả, ai cũng biết được như vậy. Thì con xin hỏi sư, như vậy thì cái nguyên nhân sâu xa nào đó, cái nguyên nhân sâu xa nào mà nó cứ làm cản trở, nó làm chướng ngại, tức là thay vì là cứ phải bổn phận chính là phải tu tập về tứ niệm xứ, nhưng mà người ta vẫn cứ thích đi làm những cái việc khác vẫn thích đi làm những cái việc khác hơn là tìm hiểu và tu học về cái tu tập về cái pháp tứ niệm xứ. Thì con xin sư là chỉ ra coi cái chỗ nguyên nhân nào mà cái khuynh hướng tâm lý của Phật tử, mặc dù biết tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất để giúp cho mình thoát khổ, nhưng mà vẫn cứ không chịu tập. Phải nói là như vậy. Cứ đi thích đi làm những cái việc khác, học nè, tích lũy kiến thức cho thiệt là nhiều nè, đi làm phước, đi phụng sự, vân 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 vân. Nhưng mà nói tới tu tứ niệm xứ là nhất quyết không có tu, ví dụ như vậy. Dạ, cần xin sư chỉ dạy thêm chỗ này. Dạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Không có khả năng để tu, chứ không phải. Bởi vì cái biết của mình đa số là cái biết vay mượn của người khác. Ông tiền sư, ông đọc, ông hiểu. Mình tới cái chùa có ổng, của ổng đó, ổng nói vậy đó, ông nói là tứ niệm xứ là như vậy, 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 đó, vậy, vậy, vậy. Mình nghe mình tưởng mình hiểu à. Mình không hiểu gì cả, nhưng cái sự biết của mình nó biết qua cái sự vay mượn, bởi vì hiểu biết đó là của ông tiền sư chứ không phải của mình. Mình nhớ vậy đó. Trừ khi mình hạ thủ công phu mình học, ví dụ như đó, bây giờ nó tứ niệm xứ, đoạn đường duy nhất, thì trong đó nó có cái gì? Đó. Thì mình phải liệt kê được cái thực tính pháp của nó ra. Mà mình không liệt kê được thực tính pháp của nó ra đó, cho mỗi điều kiện vậy đó, thì mình không thể nào mà hạ thủ công phu được đó, bởi có biết cái đâu hành. Đó. Thì mình phải hiểu cho tất cả những cái điều kiện đó thì mình mới hành được. Đó. Nhưng mà bây giờ đó mình vì mình nghe người ta giảng, mình nghe cái mình biết, mình tưởng mình hiểu, nhưng mà không phải. Đó, không phải đó. Nói cái bình thường thôi vậy nè, nó văn tư tu, nó mình có văn tư tu, cái nói cái đó là nó không đúng rồi đó. Mình học để có văn thì đúng, nhưng mà tu tư là mình không thể nào có được hết. Nói bây giờ tôi học, tôi suy tư theo cái điều học, cái đó lại vẫn là văn như thường, vẫn là tệ văn chứ không phải là tệ tư đó. Bởi vì mình suy tư suy nghĩ theo cái điều hiểu biết của người khác, nó thành ra mình không hành được là vậy. Khi nào mà tự mình á, mà mình có thể mình suy nghĩ ra được cái điều đó đó, thì mình mới có thể hạ thủ công phu được. Ví dụ mình đọc câu Bali rồi mình coi giải thích chỗ này giải thích chỗ nọ, mà mình không học một cách tường tận, không suy nghĩ, không biết
chế định chỗ này nó là gì, thực tính pháp của nó là gì, nó gồm những điều kiện như thế nào nào, mình không hiểu cái đó thì không hòa thủ công phu được, chứ có ở đâu không hòa thủ công phu được. Hoặc là mình có thể mình làm ngược lại. Ngược lại là như thế nào? Chúng tôi hay thí dụ đó, một anh kỹ sư cũng chế xe, nó rất là giỏi. Bữa đó xe anh chạy dọc đường nửa đường anh chết, đậu giữa freeway, anh ngồi anh nghiên cứu gì máy nổ à. Thế anh không biết vậy đó. Cái chuyện của người biết là tắt máy cho đó là phải leo xuống đẩy nó vô lề đã, rồi nghiên cứu nổ nghiêng, ngồi trên xe mà ngồi nghiên cứu máy nổ. Thì mình cũng vậy đó, mình chỉ nghe sơ sơ của người ta cái mình giác cái lều giác chổng vô trừ thiền. Vô thiền là thôi, hết cái thời gian ông đó về chứ có làm được gì đâu. Tại những cái sự hiểu biết của mình về cái môn đó chỉ là vay mượn của người khác chứ không phải là của mình. Khi nào mình hiểu được của mình rồi đó mình mới làm được. Đó. Thành ra ngoài đời nghe nó họ làm đúng nhưng mà tại mà không hiểu cách làm đó. Tại sao anh đi học rồi anh phải có cái thời giờ anh thực tập rồi anh mới đi ra ngoài anh làm được. Đó, bởi vì mình học là mình học theo sự hiểu biết của người khác chứ không phải của mình. Nhưng mà mình tập thực tập để mình hiểu cái đó đó, cái mà mình hiểu từ xưa giờ đó, bây giờ nó chính là của mình. Đó. Thì lúc đó mình mới làm được, thì bây giờ cũng vậy. Mình muốn hạ thủ vô mình hành thiền tứ đường xứ, ít nhất mình phải hiểu biết những cái điều được nói trong bài kinh tứ niệm xứ. Và hiểu biết như thế nào cái đề mục đó, ví dụ như nó cá nhân mình thôi. Mình muốn hạ thủ khu đề mục đó thì mình biết cái cá tánh điên của mình. Mình không biết thì mình làm không được. Đó. Rồi khi mà có cái cá tánh điên của mình là cũng dựa vào pháp học để biết cá tánh mình như thế nào, tại mình có những cái điều kiện gì vậy. Rồi với cái điều kiện đó, ví dụ như tại sao mà phải niệm cái này nó có cái lợi ích gì? Và nó đưa tới đâu. Đó. Chúng tôi nói rất nhiều lần Đức Phật không có dạy giống như đa số giờ. Ngài dạy rất bình thường. À nú bộ phía ca thả. Còn không thì mình xác ngài dạy cái gì. Kê xả lô ma. Nghe ba mai được. Lấy trong cái thân này ra để làm cái đó. Đó. Mà mình chỉ cần kê xả lô ma mình vẫn có thể đắc đạo quả được như thường. Còn nếu không đắc đạo quả, cái phước mình nhiều ít hơn chút mình sẽ đắc thiền được như thường. Nhưng mà dư kiện mình phải hiểu, chứ còn không hiểu là mình không có làm được. Đó. Bởi những cái niêm mít mà nó phát sanh rồi đó, mà mình không hiểu, chết. Cứ ngồi hoài. Mà nhiều khi mình đi, còn mình đi qua mấy trường thiền mà bất tệ sao mình làm được. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng. Nhiều khi mình trình pháp cho ông sư, nhưng mà ông sư không hiểu lầm mình. Hoặc ngược lại. Đó. Bởi vì nếu mà biết thực tính pháp mình trình pháp, thực tính pháp nói chỗ đó tôi thấy vậy đó, thì mình chỉ vô những cái thực tính pháp được như vậy đó, cái lắc xin nào thực tính pháp vậy đó, thì ông thầy sư ông sẽ dễ thông cảm, dễ nói cho mình biết được. Còn nào ông cũng không biết, ông đoán, mà khi ông đoán là chết mình nè, phải không? Mình thuộc lại dỗm mà ông còn đoán thì chết. Nó rất là nhiều chuyện nhiều khê đối với người không học mà muốn hành thiền. Cái thứ hai, hành thiền mà phải đi qua mấy nước như mấy Việt, Thái Lan, mấy nổi tiếng. À, càng chết sớm nữa. Mình qua đó là ấy, thành ra mấy trường thiền mà tiếng thiệt ở Thái Lan, mấy Điển không có nhận người Quốc đâu. Mà người Quốc là phải nói được tiếng Thái, nhưng mà Thái vẫn nói tiếng Điển ở Mấy Điển. À, hồi chúng tôi ở bên Mấy Điển, nó vô trường thiền mô của ngài mô gốc, họ nó không nhận. Mày hỏi tại sao tôi không nhận người Mấy Quốc vậy chứ? Nói tôi không có thông về duyên. Nói một câu vậy thôi. Đó. Bởi vì mà thông về duyên cũng chết. Bởi vì chắc gì mà thông duyên nó diễn, mình diễn tả cho thông duyên nó biết. Mình diễn tả tiếng Anh là nó là tiếng Anh là nên nó phải dịch ra tiếng Việt trong tiền sư đó. Tam sao thất bổn vậy là mình ở ra riết rồi mình cứ đi tới đi lui một mình thôi. Đó. Thành ra đa số những người Việt mình nói thì hay lắm, nhưng mà không hạ thủ công phu được là tại vì cái hiểu biết là vay mượn. Chứ không phải mình đọc kinh rồi mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, mình hiểu giống như vậy. Mà muốn hiểu cái đó là phải biết di pháp rất là sâu chứ không. Bây giờ hỏi có bao nhiêu thực tính pháp trong bài kinh đó. Có bao nhiêu tâm sở. Có bao nhiêu tâm, bao nhiêu loại tâm, bao nhiêu loại tâm sở. Trong, nói tới trong bài kinh đó.
Nội như đó không là huynh cứ không tin thì huynh đi hỏi tất cả người nào đi hành thiền, biết điện đi hành thiền thái gì hỏi vậy cơ, không biết. Thấy không? Thành ra những cái câu mà đây là con đường duy nhất vậy vậy á, là sự hiểu biết của người khác dai mượn từ cái bài kinh Đức Phật nói ra, chứ không phải của họ. À, khi như vậy thì mình trai tắng những người rồi vẫn hoàng trắng tay vậy có rồi đâu. Phải không? Đó, bữa nay chỉ đóng góp vậy thôi, hết giờ rồi. Nam mô Bụt Tha Gia Kính Bạch Chư Tổ Quỳ Dạ Kính Thưa Chị Cần Sinh An Mình Sinh Nữ Đồng Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh qua bác thoại trong ngày hôm nay xin nãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần sinh nam nữ thân đạo tràng có thể chấm dứt được ác pháp ngụ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Khà Gia, Nam mô Rát Tạ Nát Tạ Giá Xạ. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải về những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh xin một vị mà quý em cho Nhật Quỳnh gác câu hỏi lại để tuần sau Nhật Quỳnh sẽ hỏi nha quý vị nha. Quan hỷ cho. Dạ bây giờ thì chúng con thành kính nhân quả phước mà chúng con đã tạo được ngày hôm nay do thính pháp đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Dạ, Nhật Quỳnh đã thấy được bàn tay của chị Meta, cảm ơn chị rất là nhiều. Và con cung thỉnh nhà Đại Đức Pháp Trang, sau khi chị Meta sám hối, con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi phước trước cho đạo tràng. Dạ, kính mời chị Meta. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con cũng thấy sư Pháp Trang có mặt trước máy. Dạ, dạ, cho biết tín hiệu. Dạ, sau đây thì con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng qua rút ta mang. Bút thể vô ca li tổ đô sô bút thô ca ma tu tăng ma mạng út ta mạng ghê na hoành đề hằng thâm mạnh cha đô quy thằng qua rằng thâm mê vô ca li tổ đô sô thâm mô ca ma tu tăng ma mạng út ta mạng ghê na hoành đề hằng sang khanh cha đô quy đốt ta mạng sang khê vô ca li tổ đô sô sang khổ kha ma tu tăng ma mạng. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. À giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như chư tôn đức tăng để phúc đức thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bụt Tha Gia. Phavatusa pamangalang rakantusa padevata sa papuatanu phave nasada soti phavantute phavatusa pamangalang rakantusa padevata sa pathammanu phave nasada soti phavantute phavatusa pamang galang ra can tu sa ba de wa ta sa pa sang kham nu pha ve na sa da